một thân ảnh thoáng hiện, thanh hà thiên tiên cùng thanh cổ có chút giống nhau, bất quá diện mục càng uy nghi mấy phần. Hắn dần hiện ra đến quát khẽ nói, không phải cho hắn giao mấy chục năm tiên thạch sao làm sao lại chết ai giết hắn. Thanh cổ cắn răng nghiến lợi hô lên hai chữ, giang giật. Ừ, thanh hà thiên tiên trong mắt hàn quang lấp lánh, gầm thét tiên ma sơn trông coi đâu bọn hắn chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem Hộc nhi bị giết còn có giang giật có thể bị chém giết. Không có, nói đến đây thanh cổ càng thêm bạo nộ rồi, hắn nổi giận đùng đùng nói ra tiên ma sơn cho ra giải thích nói giang giật cùng hộc nhi đại chiến hộc nhi chính mình bố trí rất nhiều tiên trận sau đó bị dưới tay hắn đụng bay không cẩn thận bị tiên trận rào sát tiên ma sơn nghe nói đã bẩm báo mục sứ đại nhân rất nhanh hội tam đường hội thẩm định tội định tội thanh hà nổi giận hắn lạnh giọng nói ra cái này còn cần định tội không phải giang giật hộc nhi sẽ bị phế sẽ bị tiên trận rào sát Giang giật tuyệt đối là cố ý, tiên ma sơn cái này thiên vị đến cũng quá lợi hại a à thật không đem chúng ta để ở trong mắt. Đại ca, hộp nhi thù không thể không báo a. À, thanh cổ gào lên đau xót một tiếng, nói ra, ngục sứ đại nhân nghe nói rất coi trọng giang giật nếu không cũng sẽ không đưa đi thiên ma ngọn núi. Giống như hắn trở về định tội, phán giang giật phục dịch trăm vạn năm, kia hộp nhi tự chết vô ích. Chúng ta nhất định phải để giang giật định tội chết, nếu không chúng ta sẽ bị tiên vực vạn tiên chế diễu a. À. Ân, Thanh Hà gật đầu nói, người đi liên hệ cổ cương nghĩ một chút biện pháp, ta tự mình đi một chuyến thiên tôn nhai, mời Long Dương tôn sứ chủ trì đại cục. Tốt, thanh cổ liền chờ Thanh Hà câu nói này, hắn nhẹ gật đầu quay người trở lại trong truyền tống trận, trở lại chính mình tiên phủ âm thầm bắt đầu bố trí. Thiên tôn nhai tại tiên vực phía tây nhất, còn ngay tại tây điện phủ cận. Tây điện chi chủ đột phá thiên tôn về sau, tại thiên tôn nhai phủ cận trăm vạn lý một tòa phúc điện nội tu xây đại điện, bản ý cũng là thủ hộ khống chế thiên tôn nhai ý tứ thiên tôn nhai bình thường ngoại nhân không được đi vào, chỉ có thể ở chân núi chờ. Giờ phút này tường vân thượng tiên đi theo một tên tiên ma sơn điển dùng đứng tại chân núi chờ, đã có thượng tiên đi thiên tôn nhai cho mục sứ đại nhân truyền lời, nhưng mục sứ đại nhân một mực không có truyền lời ra, hai người chỉ có tiếp tục tại bực này với. Ông, một canh giờ sau, hai người cách đó không xa truyền tống tiên trận sáng lên, một cái sắc mặt âm trầm trung niên nhân xuất hiện, tường vân thượng tiên nhìn thoáng qua hơi biến sắc mặt. Thanh Hà tới, hắn ra mục đích này không cần nói cũng biết là đến mời long dương tôn sứ tường vân thượng tiên thanh hà nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua tới cười lạnh một tiếng nói ra người rất tốt rất tốt phi thường tốt sau khi nói xong thanh hà thiên tiên trực tiếp tiến vào truyền tống trận đi thiên tôn nhai bình thường thượng tiên thậm chí thiên tiên cũng không thể tùy tiện vào đi bất quá thanh hà thiên tiên lại ngoại lệ bởi vì hắn là tuần dùng đại nhân có thể tuần tra vạn giới cùng bất kỳ địa phương nào có biến có thể trước tiên tìm long dương tôn sứ báo cáo long dương tôn sứ tại thiên tôn nhai hắn tự nhiên có thể vào gặp tôn sứ tường vân thượng tiên nội tâm càng thấp thỏm mấy cái kia chữ tốt có thể thấy được thanh hà đối với hắn đã ghi nhớ về sau hắn phạm vào chuyện gì rơi vào thanh hà trong tay kết cục không cần phải nói sẽ rất thảm thời gian từ từ trôi qua mục sứ đại nhân vẫn là không có truyền lời ra cũng không có hiện thân thanh hà trở ra thế mà cũng không có bất kỳ cái gì tình huống một mực tại bên trong ở lại một tháng ba tháng nửa năm Truyền tống trận rốt cục phát sáng lên, một tấm mặt chết ngục sứ đại nhân ra truyền tống bên trong tiên trận, hắn nhàn nhạt, nhạt đến một chút hai người, không hỏi cái gì, chỉ là hạ lệnh trở về lại nói. Ngục sứ đại nhân tâm tình thật không tốt, lần này thật vất vả đến phiên hắn tiến vào Thiên Tôn Nhai lĩnh hội, 30 năm thời gian phi thường quý giá, ngục sứ đại nhân rất trân quý những thời giờ này. Lúc này mới vẻn vẹn hơn 10 năm, hắn bế quan tự bị đánh gãy, hắn vốn không muốn để ý tới tiếp tục bế quan, chờ 30 năm đầy sau lại đi ra xử lý thanh hà lại vào đây còn một mực tại bên trong chờ lấy chờ long dương tôn sứ sau khi xuất quan lập tức bẩm báo long dương tôn sứ hạ lệnh để hắn ra ngoài xử lý xuống long dương tôn sứ cũng không có nói cái gì nhưng đã cắt ngang hắn bế quan để hắn sớm ra ngoài xử lý bản thân cái này liền là một loại thái độ cho thấy long dương tôn sứ rất để ý chuyện này hắn như thiên vị long dương tôn sứ khẳng định hội bất mãn thằng nhãi con này không phải nói cho hắn biết không nên nháo sự tình sao Ngục sứ đại nhân nổi giận đùng đùng lẩm bẩm hai tiếng, mang theo tường vân thượng tiên bọn người truyền tống về đi, chờ hắn đem tất cả mọi chuyện biết rõ ràng về sau, lại có chút không biết xử lý như thế nào. Đứng tại Bắc Điện lập trường, Giang Giật làm những chuyện này có thể nguyên. Dù sao Giang Giật cũng nghĩ mạng sống, hắn không phế đi thanh hộc chết chính là hắn. Giang Giật duy nhất làm sai sự tình chính là, thanh hộc ngộ sát mạnh nanh, hắn xúc động học theo vậy ngộ sát thanh hộc. Giống như chỉ là một cái bình thường thượng tiên, Ngục sứ đại nhân đoán chừng hội một mắt nhắm một mắt mở, thêm vào giang giật một lần, lần nữa xử phạt trăm vạn năm gì gì đó. Đáng tiếc thanh hộc bối cảnh quá mạnh, Long Dương tôn sứ đều thụ ý, hắn dám làm loạn vị trí của mình cũng khó giữ được. Người tới, trầm ngâm thời gian một nén nhang, ngục sứ đại nhân quát khẽ hạ lệch, lập tức đi thiên ma phong đem giang giật cầm xuống, đánh vào đại lao, mặt khác thông cáo hình luật đường, trọng tài đường sau 10 ngày tam đường hội thẩm. Tuân mệnh, mấy cái ngục sứ bay đi, hai người đi thiên ma phong, hai người khác phân biệt đi hình luật đường cùng trọng tài đường truyền đạt công văn, thỉnh cầu hội thẩm. Tam đường hội thẩm, đây là tiên vực tối cao quy cách thẩm phán, hình luật đường trọng tài đường mục sứ đường cùng nhau thẩm phán. Tam đường hội thẩm kết quả là xem như tôn sứ đại nhân đều không thể thay đổi, trừ phi thiên tôn ra mặt mới có tư cách đổi phản. Ba vị thiên tôn đã mấy chục vạn năm không hề lộ diện, càng không khả năng bởi vì giang giật cố ý ra, sở dĩ tam đường hội thẩm kết quả, đem chúa tể giang giật sinh tử chương 2211, Thiên Đạo Luân Hồi. Tam đường là hình luật đường, ngục xứ đường, trọng tài đường. Hình luật đường đổi một cái mới hình xử đại nhân, là một cái thiên tiên, đã từng là hình luật đường phó đường chủ, cũng là hình xử đại nhân bộ hạ cũ. Sở dĩ hình luật đường bên này rất phiền phức, khẳng định hội trăm phương ngàn kế cho Giang giật định tội chết. Ngục sứ đường đại biểu ngục sứ đại nhân, nếu có thể, hắn sẽ giúp Giang giật một cái, nhưng nếu cục diện đối Giang giật cực kỳ không tốt, hắn chắc chắn sẽ không bốc lên đắc tội rất nhiều người cưỡng ép thiên vị giang giật. Mấu chốt là trọng tài đường, trọng tài đường trọng tài hết thảy sự vụ, thiên đình thiên tiên bọn họ có tranh chấp, có ân oán có thể xin trọng tài đường ra mặt. Giống như cho rằng hình luật đường xử phạt bất công, cũng có thể mời trọng tài đường trọng tài, bất quá trọng tài đường đều đi ra hội thẩm, lần này kết quả chính là cuối cùng thẩm phán. Trọng tài đường đường chủ là Tây Điện, là xếp hạng thứ 6 thiên tiên, xếp hạng tại cổ cương phía trên, hắn tại tiên vực uy danh cùng quyền thế gần với ngũ đại tôn sứ phía dưới, sở dĩ phán định của hắn phi thường mấu chốt. Vấn đề, Giang Giật không có bất kỳ cái gì hậu trường cùng chỗ dựa, không cách nào tiếp xúc đến vị đại nhân kia. Coi như có thể tiếp xúc đến, ai đi giúp Giang Giật, lại có thể xuất ra cái gì thẻ đánh bạc đâu. Trái lại thanh cổ thì nhẹ nhóm có thể đi tiếp xúc vị đại nhân này, thanh hà tại tiên vực địa vị rất cao, chủ động tìm mở ra giá tiền rất lớn hoặc là cho ra đại nhân tình, đến lúc đó vị này trọng tài đại nhân hơi thiên vị thoáng cái sự tình liền không thể vãn hồi tường vân thượng tiên nghĩ tới đây khe khẽ thở dài hắn đã tận lực chuyện kế tiếp không phải hắn có thể chi phối chỉ có xem giang giật vận khí ông thanh ma sơn truyền tống trận lấp lánh hai cái thượng tiên xuất hiện trong tay đều cầm lục sắc roi đây là ngục sứ đường trông coi người người đều có trật lực tiên cái này roi là nhất cấp tiên bảo uy lực dọa người chỉ có đặc thù người mới có tư cách trưởng quản Nhìn thấy cái này roi thanh ma sơn thượng tiên đều lộ ra vẻ sợ hãi, cái này roi quất chúng tay, tay sẽ lập tức đứt gãy, quất chúng thân thể, thân thể sẽ một phân thành hai, thứ này tựa như vô kiên bất tồi lưỡi dao đồng dạng, thượng tiên căn bản ngăn không được, thực lực thấp thiên tiên cũng đỡ không nổi. Hai vị ngục sứ hướng giang giật động phủ chạy như bay, một người cầm lấy roi đối động phủ đại môn hung hăng bổ tới, thoáng cái liền đem đại môn bổ ra. Còn tại bên trong bế quan giang giật mở to mắt, hắn nhìn thấy hai cái ngục sứ cũng không có quá nhiều kinh ngạc, mà là đứng dậy chắp tay nói, hai vị đại nhân chờ một lát, ta an bài một số việc lập tức vì các ngươi đi. Hai vị ngục sứ gặp Giang giật phối hợp như vậy hiểu chuyện khẽ vuốt cầm, hai người đều biết ngục sứ đại nhân đối Giang giật có chút chiếu cố, đương nhiên sẽ không quá đắc tội hắn. Diệp hận, Giang giật ánh mắt khóa chặt một cái thượng tiên nói ra, ta không có ở đây thời gian, tiêu giao các bởi người thống soái nếu như ta không về được, người chính là các chủ, nhớ kỹ. Thiện đãi các huynh đệ, vâng, các chủ kia thượng tiên cúi người quát khẽ, còn lại thượng tiên nhao nhao bay lên, không người quát khẽ nói các chủ, sớm ngày trở về. Đi thôi, Giang giật ánh mắt nhìn về phía hai vị ngục sứ, hai vị ngục sứ rất cho mặt mũi, không có cột Giang giật, liền mang theo hắn tiến vào truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đi thiên ma lâu đài, sau đó lại lần truyền tống đi tiên ma bảo bên trong. Đến tiên ma bảo về sau, Giang giật đều không có tư cách gặp ngục sứ đại nhân, bị giam tiến vào một cái dưới đất trong lao tù. Kia lao tù âm trầm, một người không có mà lại trọng lực phi thường khủng bố giang giật tiến vào sau lưng thân đều rất khó đứng thẳng giang giật hào hào ở tại bên trong ở lại đừng để chúng ta khó làm hai vị ngục sứ dặn dò một tiếng rời đi tù thất ngay tại cửa ra vào khán thủ giả vành mắt phía trên đại môn bị trùng điệp quan bế trong nhà tù trở nên đen kịt một màu đưa tay không thấy được năm ngón nơi này khí tức âm lãnh khiến người ta cảm thấy phi thường không thoải mái hô giang giật thở ra một hơi dài sắc mặt không chỉ có bình tĩnh còn có một loại cảm giác như chút được gánh nặng đánh giết thanh học về sau hắn vốn cho là ngục sứ đại người lập tức liền sẽ trở về sau đó lập tức tam đường hội thẩm lại không nghĩ rằng kéo thời gian nửa năm thời gian nửa năm trước kia có lẽ không có ý nghĩa gì gần nhất lại đối với hắn không cách nào mấu chốt bởi vì hắn thế giới đại trận liền muốn hoàn thiện có lẽ ngay tại hai ngày này liền có thể hoàn thiện hắn đánh giá thấp hoàn thiện thế giới độ khó vốn cho là chỉ cần một hai năm lại dòng dã hao tốn 2 năm rưỡi thời gian. Theo thế giới đại trận hoàn chỉnh, hắn thế giới không gian càng ngày càng không ổn định, sở dĩ hắn muốn bố trí đại trận cần thiết thời gian càng ngày càng lâu, hắn thời khắc muốn ổn định thế giới, nếu không rất có thể dẫn phát sụp đổ hoặc là bạo tạc. Tăng thêm tốc độ, tam đường hội thẩm sau 10 ngày bắt đầu, hắn còn có thời gian 10 ngày, hắn tự tin có thể tại trong 10 ngày đem đại trận cho hoàn thiện, sau đó liền là ngưng tạo hư không loạn lưu, không gian vòng xoáy cùng không gian hắc động chỉ cần cái này ba món đồ có thể ngưng tạo ra đến thế giới của hắn sẽ triệt để hoàn thiện hình thành một cái thiên đạo tuần hoàn thiên địa luân hồi coi như hắn chết toàn bộ thế giới cũng sẽ không có vấn đề gì người ở bên trong có thể an nhàn sống sót hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng dụng tâm đi bố trí đại trận đem còn thừa không có mấy mười mấy cái hỗn độn dựa theo chỉ định vị trí đi an trí hắn tâm thần yên lặng ở thế giới bên trong dùng thế giới uy năng cưỡng ép chấn áp không ổn định không gian sau đó nhanh chóng an trí hỗn độn một cái, 10 cái, 30. Hao tốn hai ngày rưỡi thời gian, Giang giật rốt cuộc đem sở hữu hỗn độn cho an trí hoàn tất. Ngay một khắc này, tất cả hỗn độn bao quát Giang giới đều phát sáng lên, tiếp lấy hư không chấn động không thôi, từng đạo minh mông lực lượng ở trong hư không du tẩu, phun trào, tựa hồ sau một khắc toàn bộ hư không liền muốn sụp đổ bạo liệt. Minh mông lực lượng đang cuộn trào, Giang giật não hải vạn lần vận chuyển, nội tâm không hiểu rung động, hắn tâm thần khóa chặt tại những cái kia phun trào năng lượng bên trên quát lớn hư không loạn lưu ngưng thế giới uy năng bao phủ xuống những cái kia phun trào dâng trào năng lượng chậm rãi ngưng kết ra từng đạo trùng sáng màu vàng óng thình lình liền là hư không loạn lưu tại hư không loạn lưu hình thành một khắc này phụ cận hư không lập tức ổn định lại ta thôi diễn không sai có ổn định tất nhiên có bạo động có sáng tạo tất có hủy diệt có chính tất có tà có âm tất có dương có toàn vẹn tất có thiếu có doanh tất có thiệt thòi có tinh khiết tất có ô trọc bất luận cái gì thế giới không có khả năng hoàn mỹ Nhất định phải có không hoàn mỹ tồn tại. Toàn bộ thế giới muốn chân chính ổn định, vậy liền cần không ổn định đồ vật, đây mới thật sự là luân hồi. Hư không loạn lưu đại biểu chính là thế giới này không ổn định cùng mặt trái đồ vật, chỉ có đem những này không ổn định đồ vật ngưng kết cùng một chỗ, khống chế lại, mới có thể đạt tới chân chính ổn định. Giang giật tại thời khắc này triệt để hiểu ra, hắn nhanh chóng đem trong hư không không ổn định lực lượng tụ tập cùng một chỗ, hình thành từng đạo hư không loạn lưu hư không loạn lưu hình thành sau căn bản không bị hắn khống chế bắt đầu khắp thế giới bay múa vĩnh viễn không biết mệt mỏi không ngừng lại bay múa du tẩu chậm rãi có hư không loạn lưu tại nơi nào đó chỗ phương toàn chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh sau đó tại gian giật ngạc nhiên dò xét dưới tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy vòng xoáy chậm rãi tăng lớn tại còn lại hư không loạn lưu gia nhập sau càng lúc càng lớn bắt đầu hấp thu thế giới này thiên địa linh khí cùng thiên địa chi lực không gian vòng xoáy xuất hiện Giang giật mừng rỡ vạn phần, đến đằng sau hắn đều không cần đi khống chế. Hư không loạn lưu khắp thế giới bay múa về sau, hội dẫn động còn lại không ổn định lực lượng ngưng kết hư không loạn lưu, hư không loạn lưu càng ngày càng nhiều, không gian vòng xoáy cũng càng ngày càng nhiều, có không gian vòng xoáy chậm chậm bắt đầu tiến hóa thành không gian hấp động, toàn bộ thế giới thì càng ngày càng ổn định. Luân hồi, toàn bộ thế giới chân chính có luân hồi, chân chính thiên đạo tuần hoàn, ha ha ha. Giang giật ngửa đầu cười ha hả, không gian càng không ổn định, Hư không loạn lưu hội càng nhiều, không gian vòng xoáy cũng sẽ càng nhiều, sau đó không gian chậm rãi càng ngày càng ổn định. Các loại chờ không gian triệt để ổn định về sau, không gian đản sinh hư không loạn lưu thì hội biến thiếu, không gian vòng xoáy sinh ra cũng sẽ biến thiếu, đến lúc đó thiên địa linh khí lại hội tăng nhiều. Các loại chờ đạt tới một cái giới điểm, không gian hội lần nữa trở nên không ổn định, mà lúc kia hư không loạn lưu thì lại hội tăng nhiều. Dạng này xuống tới liền có thể hình thành một cái luân hồi, một cái hoàn mỹ thiên đạo tuần hoàn toàn bộ thế giới sẽ vô hạn tuần hoàn xuống dưới, đây chính là thiên đạo luân hồi. Chi chi, Giang giật yên lặng tại thế giới của mình bên trong, cũng không biết đi qua bao lâu, phía trên đại môn đột nhiên mở ra đem hắn bừng tỉnh, hai vị ngục sứ đứng tại cửa ra vào, quát khẽ nói, Giang giật, tam đường hội thẩm bắt đầu, đi thôi. chương 2212, miệng lưỡi lợi hại. Bắt đầu, Giang giật mỉm cười, lần nữa thấy bên trong thoáng cái thế giới, xác định phi thường ổn định, phi thường hoàn mỹ về sau, hắn toàn thân thoải mái mà đứng lên, cả người đều trở nên vui vẻ rất nhiều. Thế giới đại thành, hắn rốt cuộc không cần lo lắng, bên trong ức vạn vạn nhân tộc yêu tộc có thể an nhàn sinh hoạt. Nhà của hắn nhân tộc người thân nhân có thể thản nhiên còn sống, Giang tìm mộng cùng Giang tiêu giao có thể lấy vợ sinh con, một mực sinh sôi xuống dưới. Coi như giờ phút này hắn chết đi, cũng sẽ không có tiếc nuối. Hắn cong lưng từng bước một hướng tù thất đại môn đi đến, đi ra dưới mặt đất tù thất một khắc này, lưng của hắn như kiểu lưới kiếm sắc bén thẳng tắp ánh mắt nước nhìn bên ngoài màu xanh bầu trời hô hấp lấy rõ ràng không khí hắn nhếch miệng cười đời này hắn sống đến mức này cũng coi như không tiếc hắn theo một cái vạn tượng tiểu giới tiểu trong gia tộc xuất sinh hắn là sâu kiến bên trong sâu kiến bởi vì cửu dương thiên đế tàn hồn ẩn núp tại thiên tinh giới bởi vì y phiêu phiêu hắn là thiên tinh giới tốt nhất thể chất cửu dương thiên đế bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn hắn hắn theo thiên tinh giới quật khởi tại tội đảo ẩn núp đi tuyết vực phiêu linh giết vào Đông Hoàng Đại Lục, thành công đứng tại thiên tinh giới đỉnh phong. Hắn gánh vác lấy thiên tinh giới ức vạn con dân sinh tử, độc thân sông thần giới, theo địa giới dương danh, đi diệt ma cung tầm bảo, bị đao ra vây giết bất đắc dĩ đi thiên giới. Tại thiên giới tiếp tục bị đao ra truy sát, hắn dưới cơn nóng giận huyết tẩy thanh đế phong, tại thanh linh trợ giúp dưới hắn trốn vào thiên yêu giới. Chi hậu nhân tộc minh tộc đại chiến, hắn lại ẩn núp minh giới khống chế khu vực, từng bước một đi tới, cuối cùng đánh chết minh đế, sừng sững tại hồng mông thế giới đỉnh phong tới tiên vực còn huyên náo dư luận xôn xao giết một cái thiên tiên nhi tử nữ nhi kéo hình sử đại nhân xuống nước đời này của hắn phi thường ngắn ngủi xuất sinh đến đều chỉ có mấy chục năm mặc dù có cửu dương thiên đế hỗ trợ nhưng thực lực là dựa vào hắn từng bước một tăng lên tân tân khổ khổ tu luyện ra được đằng sau vô danh thần công vẫn là sai lầm cũng dựa vào hắn chính mình cảm mộ mới sáng tạo ra một cái thế giới thời gian mặc dù ngắn lại so rất nhiều người đều muốn huy hoàng, đều muốn đặc sắc. Làm người như thế, hắn còn có cái gì truy cầu, còn có cái gì tiếc nuối hắn sáng tạo ra một cái thế giới, để cho mình thân nhân tộc người huynh đệ các bằng hữu có thể an nhàn sống sót, hắn đã đủ hạnh phúc, đủ thỏa mãn. Lần này tam đường hội thẩm, giang giật tinh tường giữ nhiều lành ít, dù sao bất luận nói thế nào là hắn mưu sát thanh học, tiên vực đại nhân vật không phải là đồ ngốc, như thế nào lại nhìn không ra đâu. Lại nói, thế giới này vốn không cần đạo lý gì, quyền đầu cứng liền là đạo lý, hạ giới như thế, thiên giới như thế, tiên vực cũng là như thế. Không đúng, Giang giật đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường không có hoàn thành. Thanh linh đám người ma trùng còn không có giải trừ, hắn đã từng đáp ứng thanh linh viêm đế bọn người nhất định sẽ giúp các nàng giải trừ ma trùng. Hạ vũ mặc dù chết rồi, ma trùng lại không biến mất, giờ phút này thanh linh bọn người còn tại thiên đình bên trong đang ngủ say đâu. Ta không thể chết, tuyệt không thể chết giang giật ngực rất nhanh giấy lên hừng lực liệt hỏa tâm niệm của hắn tại giang giới bên trong đảo qua tại y phiêu phiêu tô như tuyết giang tiêu dao đám người trên mặt đảo qua nội tâm của hắn càng phát kiên định coi như lần này tam đường hội thẩm định hắn tội chết hắn cũng nhất định muốn nghĩ biện pháp sống sót người cản giết người thần cản giết thần tiên cản giết tiên bước chân hắn kiên định nhanh chân hướng tiên ma bảo đi đến hai cái ngục sứ đi theo ở phía sau cảm nhận được giang giật trên người không hiểu khí tức hai người có chút tim đập nhanh, không dám đi áp giải giang giật theo tại phía sau hắn. Tòa thành đại điện bên trong đứng đấy rất nhiều người, tả hữu đều có 10 cái ngục sứ phân biệt đứng thẳng, trên tay cầm lấy trật lực tiên, thần sắc trang nghiêm uy nghiêm, khiến người ta cảm thấy bầu không khí phá lệ kiềm chế. Chính phía trên án ngồi sau đài ba vị người mặc đạo bào đại nhân vật, hai bên trái phải còn phân biệt đứng đấy hai cái thiên tiên, một cái rõ ràng là thanh cổ, một cái khác cùng thanh cổ có chút giống, hẳn là thanh hà không sai. Giang giật đi tới nhìn thấy cái này uy nghi chàng diện không có nửa điểm khiếp đảm, hắn chỉ là hơi có chút kinh ngạc nhìn án sau đài mặt ngồi ba người. Bởi vì ngục sứ đại nhân cũng không có ngồi tại ở giữa nhất, mà là ngồi ở bên trái, ở giữa ngồi chính là một cái cứng nhắc tóc đen lão đầu, như khô thụ ra ra mặt căng thẳng, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không cười. Giang giật liếc nhìn một chút về sau, có chút không người nói ra, tội nhân Giang giật tham kiến chư vị đại nhân. Thật can đảm, ba vị đại nhân không có mở miệng, thanh cổ lại gầm thét, nếu là tội nhân, gặp ba vị đại nhân vì sao không quỳ án đài bên phải ngồi tân nhiệm hình sử đại nhân sắc mặt đồng dạng hơi có chút bất mãn giang giật còn tưởng là nơi này là thanh ma sơn sao cư nhiên như thế làm càn đi theo giang giật sau lưng hai vị ngục sứ vội vàng đuổi theo liền phải đem giang giật ấn xuống giang giật khoát tay nói hai vị chờ một lát ta có chút hiếu kỳ vị này mở miệng đại nhân là người phương nào a là ngục sứ đường vẫn là hình luật đường hay là trọng tài đường bằng không hắn làm sao có tư cách đứng tại cái này ba vị đại nhân đều không có mở miệng, hắn có tư cách gì chỉ thủ hòa cước tam đường hội thẩm đại sự cỡ nào chẳng lẽ bất luận kẻ nào đều có thể nhúng tay vào sao vẫn là? Cái này tam đường hội thẩm bản thân liền là trò đùa. Ngươi, Giang giật rõ ràng nhận biết thanh cổ, giờ phút này lại giả vờ làm không biết, ngôn từ sắc bén, chữ chữ châu ngọc, nói đến thanh cổ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đôi mắt lấp lóe, không biết ứng đối ra sao mới hình xử đại nhân tống dư khoát tay chặn lại, ra hiệu thanh cổ không cần nói, lại nói tiếp cái này tam đường hội thẩm tựu thật là trò đùa, ánh mắt của hắn như dao quét về phía giang giật nói, giang giật, ngươi không cần tranh đua miệng lưỡi, bản tọa là hình luật đường hình xử đại nhân, để ngươi quỳ xuống. Giang giật cười nhạt một tiếng, vẫn là không có quỳ, nhún vai một cái nói, tam đường hội thẩm là tiên vực tối cao cấp bậc thẩm phán, ba vị đại nhân nhìn rõ mọi việc. Bất kỳ cái gì sự tình đều trốn không thoát các người pháp nhãn, Bước này cấp bậc thẩm phán còn cần đe dọa hình bức sao năm đó bị đặc tôn xử thẩm của ta thời điểm ta đều không có quỳ, chẳng lẽ hình sử đại nhân ngươi cho rằng so tôn sứ đại nhân càng cao quý hơn sao? Hình sử đại nhân á khẩu không trả lời được, hắn phát hiện cùng thanh cổ đồng dạng không biết nói cái gì cho phải, bởi vì nói cái gì đều là sai, giang giật đem tất cả đường đều phá hỏng. Tốt, ở giữa ngồi trọng tài đường đại nhân mở miệng, lạnh giọng nói ra, tống dư trực tiếp thẩm án đi, giảng những hư lễ kia vô dụng, giống như có tội, dù là lại thế nào rảo biện đều vô dụng tống dư nhẹ gật đầu ngục sứ đại nhân cùng giang giật nội tâm lại là hơi hồi hộp một chút nghe trọng tài đại nhân ngữ khí tựa hồ rõ ràng thiên vị bên kia a nếu không làm sao ngay từ đầu tựu định ra nhạc rảo tống dư sắc mặt khôi phục trang nghiêm lạnh giọng hỏi giang giật ngươi có biết tội của ngươi không giang giật ổn định lại tâm thần chắp tay nói hồi đại nhân tội nhân cũng không biết rõ phạm vào chuyện gì thật can đảm tống dư phẫn nộ quát đã ngươi tự xưng là tội nhân kia vì sao còn thể thốt phủ nhận, còn không nhận tội ngươi đây là trêu đùa ba người chúng ta sao? Cũng không có, Giang giật hai tay một đám nói, Giang giật giờ khắc này ở tiên ma sơn phục dịch, tự nhiên là tội nhân A. À. Ta cũng còn không có ngưng tụ thiên thể, thực lực thấp, luôn không khả năng tự xưng bản tỏa A. À. Khủ khủ, Tống Dư ho khan hai tiếng, hóa giải xấu hổ, dừng một chút nghiêm mặt nói ra, đã ngươi không nhận tội, vậy bản tỏa đến nói cho ngươi chúng ta thu được báo cáo, nửa năm trước ngươi xuất thủ đánh giết thanh học cùng phó cường nhưng có việc này giang giật nơi này chính là tam đường hội thẩm nếu như chúng ta phát hiện có nửa điểm hư giả lời nói có thể làm chàng đánh giết người suy nghĩ kỹ càng lại trả lời giang giật đều không có cân nhắc trực tiếp chắp tay nói ra đại nhân tuyệt không việc này tại hạ chưa hề nghĩ tới đánh giết thanh học phó cường thanh học phó cường cái chết cùng tại hạ mặc dù có chút quan hệ nhưng bọn hắn là chết tại chính mình bày ra bên trong tiên trận cùng tại hạ không quan hệ Giống như tại hạ muốn giết Thanh Học cùng Phó Cường, hai người bọn họ 5 năm trước chết sớm, điểm này ta muốn. Thanh cổ đại nhân phi thường tinh tưởng A, à, chương 2213, Chúa Tể Uy Năng. Giang giật nâng lên 5 năm trước, nâng lên Thanh cổ, ý tứ phi thường rõ ràng, trực chỉ 5 năm trước Thanh cổ cùng đời trước hình sự đại nhân phái người đi lừa giết hắn sự tình. Thanh cổ lần này sắc mặt không có thay đổi, rõ ràng chuẩn bị không nói việc này, hắn căn bản cũng không tính nói tiếp hôm nay thẩm chính là giang giật cũng không phải hắn, hắn không có ngu như vậy. Năm năm trước sự tình tống dư phi thường tinh tường, hắn đương nhiên sẽ không đi xả việc này, hắn lạnh giọng nói ra, đã ngươi không nhận tội, người tới, truyền tường vân thượng tiên, truyền lúc ấy ở đây căn cứ chính xác người. Hôm nay tam đường hội thẩm, những người này đã sớm chờ ở bên ngoài với, tường vân thượng tiên cùng vợ hắn cùng một cái khác thượng tiên, còn có ngày đó làm phản cứu ra thanh học phó cường ba cái thượng tiên, giang giật mấy tên thủ hạ truyền ra tham kiến chư vị đại nhân, tường vân thượng tiên bọn người không có giang giật cứng như vậy khí, toàn bộ quỳ xuống hành lễ. Tống dư vung tay lên, ánh mắt khóa chặt tường vân thượng tiên nói ra, nửa năm trước giang giật đánh giết thanh học lúc, chuyện đã xảy ra ngươi hẳn phải biết a à đem tất cả mọi chuyện nói rõ chi tiết một lần, như có dấu giếm hoặc là nói ngoa, giết chết bất luận tội. Tường vân thượng tiên thành thành thật thật đem sự tình giảng thuật một lần, bất quá. Hắn che giấu hết thảy tình huống, tỉ như hắn truyền âm để giang giật khác đừng xúc động, Đằng sau lại lần nữa truyền âm sự tình. Chỉ nói hắn phát hiện mạnh nanh bị giết về sau, lập tức hướng mặt phía bắc tiến đến, đáng tiếc đi thanh ma sơn lúc giang giật đã truyền thống đi. Chờ hắn đổi tới lam ma sơn lúc, giang giật vừa vận cùng thanh hộc bọn người đại chiến, hắn nhìn thấy giang giật công kích ba cái kia thượng tiên, dẫn đến ba cái kia thượng tiên đụng phải thanh hộc cùng phó cường, cuối cùng hai người bị tiên trận tươi sống nổ chết. Tường vân thượng tiên nói như vậy cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ, giúp giang giật rất nhiều tường vân thượng tiên biết rõ chuyện tình huống thật, giúp Giang giật thừa đương lớn vô cùng nguy hiểm. Giang giật không có xem tường vân thượng tiên, trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc, đem cảm kích âm thầm để ở trong lòng. Sau đó ba cái kia làm phản thượng tiên nói chuyện, tình huống cơ bản cùng tường vân thượng tiên không sai biệt lắm, bọn hắn cũng không dám chủ quan phán định, chỉ nói bị Giang giật công kích bọn hắn, bọn hắn lại không cẩn thận đụng phải thanh học cùng phó cường, dẫn đến hai người bị tiên trận rào sát. Đằng sau đến phiên Giang giật người nói chuyện, những này thường tiên tự nhiên thiên vị giang giật, nói chuyện lập lờ nước đôi, muôn miệng một lời, đều nói giang giật sai lầm dẫn đến thanh học cùng phó cường chết đi, cũng không có trực tiếp công kích hai người. Cục diện tựa hồ hướng phương diện tốt phát triển, giống như chỉ án mọi người căn cứ chính xác từ, giang giật nhiều nhất sai lầm dẫn đến thanh học phó cường chết đi, cũng không phải là chủ quan muốn ngu hại hai người. Giang giật lúc ấy làm phi thường xinh đẹp, thật sự là hắn không có công kích trực tiếp công kích thanh học cùng phó cường mà là giả tá ba cái thượng tiên tri thủ, đem thanh hộc phó cường đưa vào hố lửa. Mấu chốt lửa này hố vẫn là thanh hộc bọn người chính mình kiến tạo, giống như theo thiên quy cùng tiên ma sơn quy củ phán định, giang giật tuyệt đối có tội, nhưng... Tội không đáng chết, thanh cổ sắc mặt có chút khẽ biến, thanh hà lại một mực trầm mặc không nói, thần sắc không có biến hóa. Còn trọng tài đại nhân cùng ngục sứ đại nhân càng là nhắm mắt lại an tỏa, tựa như ngủ thiếp đi. Thanh cổ hướng tống dư nhìn thoáng qua, hai người thông qua ánh mắt trao đổi một chút tin tức, tống dư ánh mắt trở nên lạnh, nhìn qua tường vân thượng tiên quát khẽ nói tường vân, bản tọa nghe nói. Người đã từng truyền âm tới, ngăn cản giang giật hành sự lỗ mãng, nhưng có việc này vì sao ngươi vừa rồi không nói. Tường vân thượng tiên chắp tay nói, xác thực, bất quá ta chỉ là để giang giật không phải nháo sự mà thôi, thông lệ thuần nói xong. Giang giật cuối cùng không nghe ta, ta cũng không tốt nói thêm cái gì, tiên ma sơn có tiên ma sơn quy củ, giang giật không có trực tiếp giết người, ta không thể ra tay. Ngươi nói láo, Tống Dư gầm thét, ngươi tin hay không bản tọa đối ngươi siêu hồn giống như ngươi còn dám nói láo, ba người các ngươi trông coi đều muốn bị liên lụy, nói thật. Tường Vân Thượng Tiên thê tử cùng huynh đệ hơi biến sắc mặt, bất quá hai người một mực dùng Tường Vân Thượng Tiên như thiên lôi sai đâu đánh đó, hai người cũng không dám mở miệng nói chuyện. Tống Dư nhìn thấy hai người sắc mặt, nội tâm càng chắc chắn. Trên người hắn đằng đằng sát khí, thình lình đứng lên nói, Tường Vân Thượng Tiên, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, người có nói hay không? Tường vân thượng tiên nhìn thoáng qua ngục sứ đại nhân, cắn răng không người nói, thuộc hạ hết thảy nói tới đều là tình hình thực tế, 13 vị đại nhân minh giám. Tốt, Tống Dư cười lạnh, đùa cợt nói ra, người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bản tỏa chỉ có thể cưỡng ép đối người siêu hồn. Khụ khụ, vào thời khắc này, ngục sứ đại nhân đột nhiên nhẹ giọng ho khan hai tiếng, cũng không thấy mọi người, có chút mở to mắt, bưng lên một chén nước trà uống một ngụm, nhẹ giọng hỏi, Tống Đại Nhân, hôm nay chúng ta là thẩm ai vậy ngươi như thế không tin tưởng bản tọa người nếu không trước cha hỏi ra bản tọa ây tống dư hơi biến sắc mặt thanh cổ khóe miệng có chút co rúm mục sứ đại nhân tỏ thái độ vị này sống diêm vương tại tiên vực lực ảnh hưởng cùng quyền uy phi thường cường đại sống mấy trăm vạn năm bọn hắn vừa mới trở thành thượng tiên lúc mục sứ đại nhân tự trưởng quản tiên ma núi đã hắn lên tiếng tường vân thượng tiên khẳng định là không động được đại nhân nói đùa tống dư chắp tay gượng cười hai tiếng sau đó nội tâm khẽ động ngục sứ đại nhân ngược lại nhắc nhở hắn hắn làm gì đối tượng vân thượng tiên siêu hồn trực tiếp đối giang giật siêu hồn là được rồi a à? giang giật có phải hay không thành tâm mưu hại tìm tòi tra trí nhớ của hắn chẳng phải biết tất cả mọi chuyện sao ánh mắt của hắn nhìn về phía ngục sứ đại nhân nói ra đại nhân nói đúng hôm nay chúng ta thẩm chính là giang giật kỳ thật không cần những người còn lại vật chứng chứng nhận không bằng ba người chúng ta tùy ý đi điều tra thoáng cái giang giật ký ức chẳng phải cái gì đều rõ ràng sao hai vị đại nhân nghĩ như thế nào ngục sứ đại nhân khẽ trao mày không nói gì nội tâm lại nặng nề thở dài tam đường hội thẩm không chủ trương nghiêm hình tra tấn nhưng điều tra ký ức đối với phạm nhân không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng thực lực bọn hắn đều phi thường cường đại dò xét giang giật linh hồn dễ như trở bàn tay căn bản sẽ không tổn thương linh hồn của hắn trọng tài đại nhân lần thứ nhất mở miệng tống dư người đi dò xét đi chớ làm tổn thương linh hồn của hắn nhanh chóng dò xét tinh tường thẩm cái phàm nhân cũng lâu như vậy, truyền đi còn thể thống gì. Trọng tài đại nhân đều mở miệng, ngục sứ đại nhân không dám nói thêm nữa, hắn có thể kết luận vị này trọng tài đại nhân khẳng định thu thanh hà chỗ tốt, nếu không sẽ không như thế ra sức hỗ trợ. Tốt, Tống Dư lần nữa vừa chắp tay, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn nhưng là thiên tiên, điều tra giang giật ký ức còn không đơn giản. Vù vù, tường vân thượng tiên tam người cùng giang giật thủ hạ sắc mặt đều đại biến, một khi dò xét giang giật linh hồn, xác định hắn là cố ý muốn giết chết thanh học cùng phó cường vậy coi như tôn sứ đại nhân cũng vô pháp lật lại bản án giang giật trên mặt không có quá nhiều thần sắc nội tâm vô cùng nóng nảy thiên tiên muốn dò xét trí nhớ của hắn hắn có thể gánh vác được hắn lấy cái gì kháng ngu xuẩn đột nhiên trong đầu của hắn xuất hiện một giọng già nua để linh hồn hắn run lên ngươi có được trí cường lực lượng nhưng lại không biết dùng chúa tể huy năng đem chúa tể huy năng triệu tập ra bao phủ linh hồn đừng nói tống dư, còn lại hai cái đều dò xét không được linh hồn của ngươi. Bị đặc tôn sử, chúa tể huy năng, giang giật có chút kinh ngạc, sau đó lập tức tỉnh ngộ lại, thanh âm này là bị đặc tôn sử, hắn nói chúa tể huy năng khẳng định là thế giới của hắn huy năng. chương 2214, biểu quyết, bị đặc tôn sử đã từng tiến vào giang giật trong thế giới, giang giật còn cần thế giới huy năng chấn áp qua bị đặc tôn sử. Bị đặc tôn sử lúc ấy thì tháo qua vài tiếng chúa tể huy năng gì gì đó, giang giật khi đó không để ý xem ra hắn nói chúa tể uy năng liền là thế giới uy năng chỉ là chúa tể uy năng có thể triệu tập ra có thể sử dụng sao giang giật tâm niệm yên lặng tại thế giới của mình bên trong yên lặng ở thế giới bên trong kia từng đạo vô hình không hiểu năng lượng bên trong tâm hắn niệm khẽ động kia vô hình không hiểu năng lực thế mà thật theo hắn trong thế giới ra hắn lập tức mừng rỡ như điên cho tới nay hắn đều coi là thế giới uy năng là trong thế giới năng lượng không có khả năng điều động ra mà lại cái này năng lượng vẫn là vô hình, chỉ có chính hắn mới có thể cảm thụ, mới có thể điều động. thứ này phi thường mơ hồ chính hắn đều không phải là rất hiểu. lập tức hắn lập tức dùng kia vô hình năng lượng bao phủ linh hồn, hình thành một cái vô hình vòng bảo hộ. cái này năng lượng căn bản là không có cách cảm ứng được, ngoại trừ chính hắn chỉ sợ thượng tiên thiên tiên căn bản không cảm ứng được a. À. ông giang giật vô hình vòng bảo hộ vừa mới thành hình, một đạo thanh phong lướt nhẹ đến, tống dư thần thức dò xét tới, kia thần thức quá mạnh. Giang giật đều không có cảm giác có thần thức nhập thể, chỉ là cảm giác có một đạo gió nhẹ quất vào mặt, thần thức tự dò xét tiến vào. A, à, Tống Dư trong mắt rất nhanh lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn thần thức căn bản là không có cách tiến vào Giang giật linh hồn trong Thức Hải. Hắn nháy nháy mắt, gia tăng thần thức cường độ nhưng như cũ không cách nào quét vào đi. Cũng cảm giác Giang giật linh hồn trong Thức Hải có một tầng vô hình màng mỏng ngăn trở thần trí của hắn dò xét. Chuyện gì xảy ra, Tống Dư kinh ngạc thì thào. Ngục sứ đại nhân cùng trọng tài đại nhân đều mở mắt, ánh mắt nhìn về phía Tống Dư, Thanh Hà Thiên Tiên cùng Thanh cổ đồng dạng nghi ngờ nhìn qua Tống Dư. Tống Dư không có khả năng nói rõ hắn không thể dò xét giang giật, chỉ có thể phân biệt truyền âm qua. Thanh cổ Thanh Hà huynh đệ không tin tưởng, thần thức lập tức dò xét đi qua, rất nhanh ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Ngục sứ đại nhân có chút hồ nghi nhô ra thần thức nhưng kết cục cũng giống như thế. Cuối cùng trọng tài đại nhân tự mình xuất thủ, một đạo gió nhẹ như liên y đảo qua, cuồng bạo tiến vào giang giật đầu. Tà môn, trọng tài đại nhân cùng Tống Dư liếc nhau, hai người trong con người đều xuất hiện kinh ngạc. Trọng tài đại nhân thế nhưng là xếp hạng thứ sáu thiên tiên, thực lực cỡ nào cường đại tôn sứ phía dưới đệ nhất nhân A, trọng tài đại nhân trở thành thiên tiên thời gian so mục sứ đại nhân còn phải sớm hơn, thậm chí so long dương tôn sử đều muốn sớm một chút. Linh hồn của hắn quá quá mạnh, lại do xét không được một phàm nhân, hoạt thiên hạ cười chê A. Mặc kệ mọi người có hay không nhận chuyện này, đây đều là sự thật, mọi người cũng không còn như công khai thảo luận nói rõ, dù sao việc này truyền ra sau mọi người mặt đều mất hết. Tốt, Giang giật nội tâm đại định, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được tất cả mọi người dò xét một lần, không có bất kỳ người nào thần thức có thể dò xét vào linh hồn thức hải của hắn bên trong, cái này chúa tể uy năng quả nhiên cường hoành. Hắn đã chờ một lát, thấy mọi người còn chưa mở miệng nói chuyện, hắn quyết định chủ động xuất khích, không cho mọi người thời gian thương nghị đối sách hắn chắp tay nói ra, chư vị đại nhân đều dò xét a à nhưng có kết quả Giang Mỗ có phải là hay không cố ý muốn tiêu diệt Thanh học Hừ, Giang giật hùng hổ dọa người để tống giữa âm thầm tức giận, hắn đôi mắt lấp lóe vài vòng, lạnh giọng nói ra, chúng ta tự nhiên đã dò xét kết thúc, sở hữu tình huống chúng ta đều đã nắm giữ. Ngươi là có hay không có tội, ba người chúng ta sẽ thương nghị phán định, đừng muốn ồn ào, nếu không làm đình xử tử. Giang giật không dám nói tiếp nữa, chỉ có thể mặt không thay đổi đứng đấy nhìn qua ba vị đại nhân. Tống Dư dừng một chút, trầm giọng nói ra, hai vị đại nhân, tình huống không sai biệt lắm đã hiểu rõ đi nếu không. Chúng ta không cần phiền phức như vậy, trực tiếp biểu quyết A. À. Vù vù, tường vân thượng tiên bọn người sắc mặt lần nữa biến đổi, nội tâm thầm mắng không thôi, cái này hình sự đại nhân quá không muốn mặt A à bất cứ chứng cứ gì đều không có cầm tới, lại muốn mạnh mẽ biểu quyết. Tam đường hội thẩm ba phiếu phán quyết, giống như vượt qua hai phiếu cho rằng có tội, vậy liền căn bản không cần chứng cứ, không cần thẩm có thể trực tiếp định tội xử tử. Ngục sứ đại nhân lông mày hơi nhíu, hắn không nghĩ tới Tống dư tướng ăn khó coi như vậy không cách nào dò xét rang giật linh hồn, lại đều không cần chứng cớ, muốn trực tiếp chủ quan phán định. Bản tọa không có ý kiến. Trọng tài đại nhân đột nhiên mở miệng, Ngục sứ đại nhân mí mắt rủ xuống, nội tâm thiên nhân giao chiến có chút không biết như thế nào cho phải. Trọng tài đại nhân mở miệng, giống như hắn bác bỏ, đắc tội người liền có hơn. Nghĩ biện pháp bảo trụ tiểu tử này, tiểu tử này tiềm lực rất lớn, về sau chính là chúng ta bắc điện hy vọng. Một đạo truyền âm đột nhiên vang lên tại ngục sứ đại nhân linh hồn bên trong, ngục sứ đại nhân toàn bộ linh hồn hơi chấn động một chút, bị đặc tôn xử thế mà tự mình truyền âm, nội tâm của hắn không còn có bất luận cái gì trần chờ Đôi mắt mở ra âm thanh lạnh lùng nói, cái này không được đâu đều không có thẩm liền trực tiếp định tội sao cái này truyền đi sẽ không để cho các thượng tiên chất vấn tam đường hội thẩm công chính tính. Ách, tống dư bọn người toàn bộ ánh mắt nhìn về phía ngục sứ đại nhân, thanh cổ ánh mắt cũng hơi có chút tức giận ngục sứ đại nhân hôm nay là quyết tâm muốn bảo trụ giang giật sao trọng tài đại nhân đều mở miệng hắn thế mà không nể mặt mũi trọng tài đại nhân thổn thức lông mày có chút run run không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn nói ra vậy liền tiếp tục thẩm đi tống dư nội tâm có chút tức giận giang giật thần thức dò xét không được cái này còn thế nào thẩm ánh mắt của hắn quét về phía tường vân thượng tiên nội tâm khẽ động sau đó thần thức trực tiếp cuồng bạo đảo qua đi nhẹ nhõm dò xét tường vân thượng tiên linh hồn Ngục sứ đại nhân không nể mặt mũi, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Ngục sứ đại nhân đã nhận ra Tống Dư cử động, sắc mặt lập tức có chút khó coi, chỉ là Tống Dư dò xét trong nháy mắt tự kết thúc, giờ phút này đều thu hồi thần thức. Tống Dư khóe miệng lộ ra một tia lạnh ý nói, tường vân thượng tiên, người lá gan rất lớn a, à, lại dám lửa gạt thượng quan người rõ ràng biết rõ giang giật muốn mưu sát thanh học, còn ra âm thanh ngăn trở giang giật hai lần. Giang giật khư khư cố chấp, nói rõ muốn giết thanh học. Tường vân thượng tiên, bản tỏa đã dò xét linh hồn của người ký ức người có lời gì có thể nói bá 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 lần này giang giật cùng tường vân thượng tiên bọn người thay đổi cả sắc mặt bọn hắn không nghĩ tới tống dư thân là hình sử đại nhân thế mà vô sỉ như vậy lưu manh như vậy bá đạo trực tiếp dò xét một cái ngục sứ linh hồn người tới đem ba cái ngục sứ toàn bộ cầm xuống tống dư quát lớn hai bên ngục sứ lại không động ánh mắt nhìn về phía ngục sứ đại nhân tống dư ánh mắt quét về phía ngục sứ đại nhân cùng trọng tài đại nhân cười nói, hai vị đại nhân không tin tưởng, có thể dò xét thoáng cái. Ông, một đạo thanh phong tản ra, trọng tài đại nhân cưỡng ép dò xét tường vân thượng tiên, hắn rất nhanh mở miệng, cầm xuống. Ngục sứ đại nhân bất đắc dĩ khoát tay chặn lại, hai bên ngục sứ chỉ có thể đem tường vân thượng tiên tam người cầm xuống. Tống Dư đứng lên nói, tất cả mọi chuyện đều rõ ràng, án này không cần thẩm biểu quyết đi. Bản tọa đại biểu hình luật đường nhận định giang giật mưu hải thanh cổ phó cường, phán định tội chết, lập tức chấp hành. Ngục sứ đại nhân nghĩ nghi âm thầm cắn răng, lạnh giọng nói tiếp, ta đại biểu ngục sứ đường nhận định giang giật có tội, nhưng tội không đáng chết, phán định hạ giới chân áp 300 vạn năm. Cuối cùng, toàn bộ ánh mắt đều khóa chặt trọng tài đại nhân, hai bên đều tỏ thái độ, giang giật có tội điểm ấy không cần tranh luật, tự xem làm sao định tội, sống hay chết xem trọng tài đại nhân làm sao phán định. chương 2215, Thiên đạo bất công. Trọng tài đại nhân mở mắt, ánh mắt chậm rãi tại mọi người trên thân đảo qua, tại ngục sứ trên người người lớn đảo qua lúc, hắn có chút dừng lại một chút, sau đó tại thanh hà trên mặt đảo qua lúc lại có chút dừng lại một chút. Cuối cùng ánh mắt của hắn đứng tại giang giật trên thân, môi khẽ nhúc nhích liền muốn mở miệng, một đạo truyền âm lại vang lên ở trong đầu hắn, để hắn mở ra miệng lần nữa nhắm lại. Giống như có thể nói, cho người trẻ tuổi một cái cơ hội đi, thanh âm vẫn là đến từ bị đặc tôn sử, bị đặc tôn sử hôm nay truyền âm ba lần, điều này nói rõ hắn thật phi thường coi trọng giang giật năm đó giang giật như thế chống đối hắn, còn giết một cái thượng tiên, cuối cùng bị đặc tôn xử nhưng không có giết giang giật, mà là xử phạt tiên ma sơn trăm vạn năm. Vì giang giật, hắn không chỉ chủ động truyền âm cho mục sứ đại nhân, lại kéo xuống mặt mo truyền âm cho trọng tài đại nhân. một câu nói kia thế nhưng là đại biểu một cái nhân tình a. trọng tài đại nhân thưa thất lông mày run rẩy thoáng cái, bị đặc tôn xử thế mà truyền âm tới, cái này giang giật mặt mũi đủ lớn a. nội tâm của hắn trần chờ, thật sự là hắn thu thanh hà lễ vật đối với hắn mà nói một cái hạ giới phàm nhân không tính là gì, mà lại cái này phàm nhân thật ngông cuồng, tại hạ giới đại náo coi như xong, chạy tới tiên vực lại đại náo không chém giết dùng cái gì an tứ phương. Hiện bị đặc tôn xử tự mình truyền lời tới trọng tài đại nhân nhưng lại không thể không coi trọng. bất luận giang giật cùng bị đặc tôn xử có cái gì nguồn gốc nhưng bị đặc tôn xử truyền lời đến đây giống như không nể mặt mũi sẽ triệt để đắc tội bị đặc tôn xử. a à, nhìn thấy trọng tài đại nhân đôi mắt lấp lóe. Thanh Hà cùng Thanh Cổ nội tâm đả cổ. Trọng tài đại nhân vừa rồi ý tứ một mực hết sức rõ ràng, kiên định muốn tiêu diệt giang giật, vì sao bờ môi đều mở ra, lại không nói. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Thanh Hà nội tâm ngưng trọng xuống tới khóa chặt trọng tài đại nhân, quan sát thần sắc của hắn, chẳng lẽ lại trọng tài đại nhân thu hắn đổ vật lại muốn lật lọng. Đại nhân, hắn rốt cục nhịn không được truyền âm qua nhắc nhở một câu, trọng tài đại nhân phi thường mấu chốt, một khi sau khi mở miệng tam đường hội thẩm thức thành kết cục đã định, hết thảy đều không thể vãn hồi. Sự tình lần này toàn bộ tiên vực đều đang chăm chú, hắn tuyệt đối không cho phép thất bại. Trọng tài đại nhân ánh mắt nhìn về phía Thanh Hà, nội tâm khe khẽ thở dài, hắn truyền âm qua nói, Thanh Hà, việc này. Xin lỗi, quay đầu ngươi đồ vật bản tỏa sẽ cho người đưa trở về. Quả nhiên, Thanh Hà ánh mắt thoáng cái trở nên sắc bén, hắn không có chút gì do dự cầm trong tay một cái tiên phù trong nháy mắt bóp nát. Cái này tiên phù là hắn sau cùng thủ đoạn, chính là vì phòng ngừa loại này đột nhiên lật lỏng tình huống phát sinh thanh Hộc cùng thanh lâm bị giết gần nhất huynh đệ bọn họ tại tiên vực đều không ngóc đầu lên được nếu như ngay cả một phàm nhân đều làm không đánh chết về sau huynh đệ bọn họ tại tiên vực còn thế nào lăn lộn sự tình lần này huyên náo lớn như vậy toàn bộ tiên vực đều đang nhìn đều tam đường hội thẩm hắn tuyệt đối không cho phép thất bại tiên phù bóp nát một người sẽ lập tức biết được sẽ biết bên này xuất hiện phiền phức hắn đã từng chính miệng đáp ứng sẽ giúp thanh hà một lần Thanh Hà bóp nát tiên phù, liền là để người này ra mặt. Ông, tiên ma bảo bên trong phong vân phun trào, thiên địa chi lực tụ tập, tiếp lấy một đôi mắt đột nhiên ngưng tụ ở trong đại điện. Cặp mắt kia tựa như có thể xuyên thủng vạn vật, có thể nhìn thấu hết thảy hư ảo, tại đôi mắt này dưới giang giật đều cảm giác chúa tệ uy năng vô dụng, linh hồn hắn bên trong hết thảy bí mật đều bị lộ ra. Tham kiến tôn sứ đại nhân, Thanh Hà cùng Thanh Cổ phản ứng thật nhanh lập tức khom người, trọng tài đại nhân bọn người kịp phản ứng, toàn bộ đứng dậy xoay người hành lễ cung kính nói ra tham kiến tôn sứ đại nhân. Long Dương tôn sử, toàn trường trang nghiêm, Long Dương tôn sử thế mà tự mình ra mặt tam đường hội thẩm đại sự như thế, hắn chẳng lẽ muốn cưỡng ép can thiệp sao? Không đúng, mọi người đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Long Dương tôn sử trước trách giống như liền là giám thị tiên vực cùng vạn giới tỷ như thanh hà cái này tuần dùng đại nhân liền là trực tiếp hướng Long Dương tôn sử phụ trách. Hình sử đại nhân cũng là Long Dương Tôn Sử thủ hạ, dựa theo chức trách Long Dương Tôn Sử là có quyền tới làm đình thẩm vấn đương nhiên trong lịch sử mấy lần tam đường hội thẩm long dương tôn sử chưa bao giờ ra mặt qua sở dĩ mọi người không bao giờ đều không có kịp phản ứng long dương tôn sử cặp mắt kia liếc nhìn mọi người một chút cuối cùng dừng ở gian giật trên mặt hắn lạnh giọng mở miệng nói một cái như thế tiểu nhân bản án lại để cho thẩm lâu như vậy việc này rõ ràng như thế cái này phàm nhân linh hồn bên trong rõ ràng có rõ ràng ký ức việc này là hắn chủ quan cố ý ngưu hại còn cần biểu quyết cái gì ba vị thiên tôn đại nhân định ra thiên quy vì cái gì chính là muốn để tiên vực có trật tự, vì tiên vực ổn định, giống như người người đều có thể tại tiên ma sơn giết người. Về sau có hay không có thể đi thiên đình giết người ba người các người có phải hay không đều già nên hồ đồ rồi. Toàn trường tĩnh mịch, tường vân thượng tiên cùng giang giật thủ hạ bọn người nội tâm triệt để chìm vào đáy cốc, long dương tôn xử tự mình ra mặt, mà lại ngữ khí không cách nào khẳng định, nói chắc như đinh đóng cột, trọng tài đại nhân phán định đều trở nên không có ý nghĩa. Như thế tình huống trọng tài đại nhân còn thế nào còn dám nhẹ phán bị đặc tôn xử chỉ là truyền âm cho hắn, không sai biệt lắm cầu tình ý tứ, Long Dương tôn sử lại là cưỡng ép can thiệp việc này. Tựa hồ, hắn còn dò xét giang giật linh hồn xác định giang giật mưu hại thanh học, giống như giờ phút này trọng tài đại nhân còn nhẹ phán, đây không phải là trước mặt mọi người đánh Long Dương tôn xử mặt sao. Trọng tài đại nhân cân nhắc lợi hại, cắn răng quát khẽ nói, tôn sứ đại nhân nói đúng lắm, bản tọa đại biểu trọng tài đường phán định giang giật có tội tử hình, lập tức chấp hành. Oanh, tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang lóe sáng, tường vân thượng tiên cùng giang giật thủ hạ toàn bộ ánh mắt trở nên ảm đạm. Tam đường hội thẩm kết quả ra, hai phiếu chiến thắng một phiếu, giang giật tử hình đã định, không sửa đổi nữa có thể. Coi như giờ phút này bị đặc tôn xử ra, cũng vô pháp lật lại bản án, trừ phi thiên tôn xuất hiện. Thiên tôn lại bởi vì giang giật xuất hiện người si nói mộng. Ngục sứ đại nhân mặc dù mặt không biểu tình, nhưng nội tâm cũng ảm đạm, lần này không chỉ là giang giật cùng thanh gia chiến đấu, vẫn là đông điện cùng bắc điện chi tranh A. À. Kết cục rất rõ ràng đông điện đại thắng, bắc điện bị hung hăng quạt một bà tai. Ngục sứ đại nhân hướng giang giật nhìn lại, lại nhìn thấy giang giật một mặt bình tĩnh, cũng không có quá nhiều nổi giận cùng oán hận, ánh mắt của hắn mong rằng lấy long dương tôn sử cặp mắt kia, khóe miệng chậm rãi xuất hiện một cái đường cong, lộ ra một tia trào phúng. Long dương tôn sử, giang giật mở miệng, trong lời nói cũng không có quá nhiều cung kính, hắn nhìn qua long dương tôn sử nói ra vừa rồi ngươi dò xét linh hồn của ta hẳn phải biết tất cả mọi chuyện tiền căn hậu quả đi ngươi hẳn phải biết giống như không phải thanh học một lần lại một lần trêu chọc ta ta tuyệt đối sẽ không đối phó hắn ngươi càng hẳn phải biết cổ cương cùng thanh cổ phái năm cái cường đại thượng tiên đi đối phó ta sự tình a ngươi còn hẳn phải biết huynh đệ của ta mạnh nhanh liền là bị thanh học thiết kế giết chết bất quá rất rõ ràng ngươi cái gì cũng làm làm không biết ngươi chỉ biết là ta mưu hại thanh học chỉ biết là thanh hộc là thanh cổ nhi tử là ngươi đi theo nhiều năm thủ hạ thanh hà chất tử ba vị thiên tôn định ra thiên quy là vì ổn định thiên vực là vì để tiên vực có trật tự là vì hiển lộ rõ ràng thiên đạo là vì công bằng cùng công chính ta muốn hỏi hỏi long dương tôn sử việc này ngươi có thể hay không sợ lấy lương tâm nói ngươi là tuyệt đối công bằng công chính giống như không thể ngươi có tư cách gì dám thị tiên vực dám thị vạn giới ngươi có tư cách gì đại biểu thiên đạo thống soái vạn tiên chúa tể thế giới Giang giật ngữ khí rất phẳng trì hoãn, nhưng mỗi một chữ đều trịch địa hữu thanh, âm vang hữu lực, hắn hít một hơi thật sâu, không đợi Long Dương Tôn xử cùng ba vị đại nhân mở miệng, cười nhạt một tiếng nói, đã thiên đạo bất công, vậy có phải hay không đại biểu chúng ta có thể đốt diệt chư thiên? chương 2216, Đối kháng tiên vực Đốt đi chư thiên, mọi người nghe được câu này đều không hiểu cảm giác buồn cười, bất quá giang giật chứng chạc đàng hoàng nói chuyện, mọi người lại không dám cười, mà lại hắn đối thoại mục tiêu là Long Dương Tôn Sử, lại không người dám cười. Ngục sứ đại nhân trọng tài đại nhân hình sử đại nhân đều không dám nói lời nào, Long Dương Tôn xử tại cái này ai dám càng chủ làm thay tường vân thượng tiên bọn người càng là đại khí không dám phun ra, giang giật lớn mật như thế, có thể hay không bị Long Dương Tôn xử dưới cơn nóng giận trực tiếp chém giết. Ha ha, Long Dương Tôn xử không có xuất thủ ngược lại cười hai tiếng, sau đó truyền lời tới nói, bản tọa đại biểu không được thiên đạo, nếu như người có năng lực, có thể đốt đi mảnh này thiên. Tam đường hội thẩm kết thúc, ngươi, không có quyền lợi khiếu nại, bản tỏa càng không thời gian nghe ngươi phản nàn, tống dư, sự tình phía sau các ngươi xử lý đi. Ông, cặp mắt kia có chút ba động trực tiếp tiêu tán, Long Dương Tôn xử tới chỉ là cho Thanh Hà một bộ mặt, tới can thiệp thoáng cái hội thẩm. Còn Giang giật nghĩ như thế nào, việc này là đúng hay sai, hắn căn bản không thèm để ý. Giang giật một cái chỉ là phàm nhân, hắn khinh thường tại. Cùng hắn đối thoại, chớ nói chi là đi tranh luận cái gì, Tống Dư cùng Thanh Hà Thanh Cổ bọn người như chút được gánh nặng, chính như rồng dương tôn dùng nói, tam đường hội thẩm đã kết thúc, còn lại không cần cãi cọ, trực tiếp chấp hành tam đường hội thẩm kết quả là đủ. Tống Dư, sự tình phía sau các người chấp hành đi, bản tọa đi trước một bước. Trọng tài đại nhân đứng dậy, đi ra phía ngoài chỉ để lại một câu, không còn có xem giang giật một chút. Việc này mặc dù hắn cấp tốc tại tình thế, nhưng nói thế nào đều đắc tội bị đặc tôn xử, hắn làm sao còn có thể lưu ở nơi đây. Cung tiến đại nhân, Tống Dư cùng Thanh Hà Thanh Cổ khom người cung tiến, chờ trọng tài đại nhân sau khi đi, Tống Dư nhìn thoáng qua mặt không thay đổi ngục sứ đại nhân, lạnh giọng hạ lệnh, tam đường hội thẩm đã kết thúc, người tới, đem giang giật áp giải ra ngoài, chấp hành tử hình. Ngục sứ bọn họ nhìn xem ngục sứ đại nhân, cái sau cúi đầu xuống phất phất tay, hai tên ngục sứ cắn giang mang theo giang giật đi ra. Đi đến tiên ma bảo bên ngoài, hai tên ngục sứ trong tay chật lực tiên thật cao vung lên, một người chắp tay truyền âm nói, giang giật huynh đệ, xin lỗi, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, chớ trách chúng ta. Giang giật một mặt nhẹ nhõm, chính như hắn đi ra dưới mặt đất tù thất, trên mặt vẫn còn ấm cùng nụ cười, hắn gật đầu nói ra, hai vị đại ca không cần áy náy, việc này cùng các ngươi không quan hệ, mà lại. Giang mỗ mới vừa nói, cái này thiên đạo bất công, Giang mỗ làm sao có thể nhận mệnh. Ách, hai vị ngục sứ có chút kinh ngạc, bất quá một người vẫn là không có trần chờ quá lâu, cầm lấy trật lực tiên đối Giang giật đầu hung hăng đánh xuống. Oanh, roi hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ quá nhanh, chớp mắt đã đến giang giật chán trước. Vào thời khắc này giang giật thân thể đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ, rơi xẹt qua hư ảnh bổ vào mặt đất, đem mặt đất cho bổ ra một đầu rãnh sâu hóm. A à, hai tên ngục sứ lần nữa khẽ giật mình, sau đó lập tức giật mình tỉnh lại, quát khẽ, không tốt, giang giật chạy trốn. Thật can đảm, tiên ma bảo bên trong vang lên một đạo nổi giận quát khẽ âm thanh, thanh cổ cùng thanh hà thiên tiên hóa thành hai đạo hồng quang bay ra, bắn thẳng đến xa xa chân trời, Tống Dư Đồng dạng bắn ra phẫn nộ quát, giang giật, người lại dám trốn người đây là muốn công nhiên cùng toàn bộ tiên vực đối kháng sao. Ngu xuẩn, một thanh âm vang lên, chấn động đến toàn bộ tiên ma bảo có chút rung động, ta vừa rồi đã nói, thiên đạo bất công, ta liền muốn đốt đi mảnh trời này tiên vực bất công, vậy ta vì sao không thể cùng tiên vực đối kháng các ngươi đều muốn giết ta, chẳng lẽ ta rửa sạch sẽ cổ trở các ngươi giết ta giang giật hôm nay đem lời phóng nơi này ai dám truy sát ta giang giật, ta giết hắn cả nhà giang giật thanh âm dùng thiên lực giao động oanh minh rung động chấn động đến sở hữu thượng tiên đều mộng hôm nay tràng diện này bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoặc là nói toàn bộ tiên vực còn là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy tam đường hội thẩm kết thúc một phạm nhân định tội chết tại muốn chấp hành thời điểm lại chạy trốn buông lời đốt đi mảnh này thiên muốn cùng toàn bộ tiên vực đối kháng cũng công nhiên kêu gào ai dám đuổi giết hắn hắn giết người khác cả nhà trong thiên hạ đều là vương thổ tiên vực chi phối lấy vạn giới ba vị thiên tôn, ngũ đại tôn sứ, 36 vị thiên tiên đại biểu cho thế giới này lực lượng mạnh nhất. Trong lịch sử đừng nói đối kháng tiên vực, liền xem như ngỗ nghịch những đại nhân vật kia ý chí, cuối cùng đều chỉ có một cái kết cục, hồi phi yên diệt. Giang giật coi như chạy trốn, có thể bỏ chạy cái nào có thể trốn bao xa hắn có thể đối kháng thượng tiên, có thể đối kháng được thiên tiên, có thể đối kháng được tôn sứ, có thể đối kháng được thiên tôn. Giờ khắc này tựu liền ngục sứ đại nhân đều khẽ lắc đầu, giang giật đây là vùng vẫy dẫy chết châu chấu đá xe a à. đừng nói tiên vực đội chấp pháp không có xuất động coi như thanh cổ cùng thanh hà hai người đều đủ để nhẹ nhõm chém giết giang giật bị đặc tôn xử rất coi trọng giang giật nhưng hắn dám cứu giang giật sao tam đường hội thẩm kết quả bị đặc tôn sử cũng không thể cải biến trừ phi bị đặc tôn xử có được đối kháng thiên tôn năng lực bằng không hắn một khi xuất thủ trợ giúp giang giật hắn cũng phải chết người tới tống dư không có đi truy sát giang giật mà là quát khẽ thông báo đội chấp pháp, truy sát giang giật, một khi đuổi kịp trực tiếp giết chết, không cần xin chỉ thị. Thanh cổ cùng Thanh Hà đã đuổi theo giết, Thanh Hà thế nhưng là xếp hạng 12 thiên tiên, chiến lực so đội chấp pháp đội viên mạnh mẽ rất nhiều, Tống Dư tự nhiên không cần tự mình đi truy sát, đội chấp pháp xuất động cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Đương nhiên, giờ phút này tình huống dựa theo điều lệ, hắn là nhất định phải thông chi đội chấp pháp. Tống Dư đều không trở về, để cho người ta thông chi sau ngay tại tiên ma bảo chờ hắn thấy hai đại thiên tiên xuất thủ đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có giang giật bị giết tin tức chuyển đến án này coi như xong tường vân thượng tiên chuyện của bọn hắn tống dư không có quản giao cho ngục sứ đại nhân chính mình xử trí chuyện hôm nay hắn xem như đắc tội ngục sứ đại nhân giống như còn dây dưa bực này việc nhỏ liền không biết tiến thối ngục sứ đại nhân thân thể không nhúc nhích một mực nhắm mắt an tỏa chờ đợi thanh hà cùng thanh cổ trở về xác định giang giật bị giết về sau hắn phải đi bỉ đặc tôn xử nơi đó thỉnh tội mặc dù việc này hắn đã tận lực, tư thái vẫn là cần làm một chút. Ngục sứ bọn họ đều không nhúc nhích, truy sát giang giật không phải bọn hắn phạm vi chức trách, mấy chục người đều lẳng lặng đứng tại tiên ma bảo chờ đợi tin tức, chờ đợi giang giật bị giết. Một nén nhang, mọi người hơi có chút kinh ngạc, giang giật vừa mới đào tẩu lúc thanh hà cùng thanh cổ liền đi truy sát A, theo đạo lý rất nhanh liền có thể đuổi kịp, vừa đối mặt liền có thể miểu sát, vì sao lâu như vậy còn chưa có trở lại. Hai nén nhang, tường vân thượng tiên bọn người con mắt bắt đầu tỏa sáng thời gian dài như vậy còn không có bị giết chẳng lẽ giang giật có thể trốn qua hai đại thiên tiên truy sát ba nén hương tống dư trên mặt xuất hiện một chút kinh nghi ngục sứ đại nhân con mắt cũng mở ra bên trong có chút mơ hồ giang giật dựa vào cái gì có thể kiên trì lâu như vậy bốn nén nhang tống dư ngồi không yên lấy ra một khối tiên phù đưa tin cho thanh hà hỏi thăm tình huống như thế nào nhưng mà hắn đưa tin lại tựa như bùn trôi vào biển căn bản không có bất luận cái gì trả lời tin tức. Nửa canh giờ, nơi xa cả người chỗ màu đen chiến giáp thượng tiên tại truyền tống bên trong tiên trận thoáng hiện, bay vào tiên ma bảo một gối quỷ xuống quát khẽ, bẩm hình sử đại nhân, tại hạ là đội chấp pháp thành viên đinh cửu, phụng đội trưởng chi mệnh đến đây thỉnh cầu viện trợ. Giang giật đã trốn vào thiên lương sơn, thanh hà đại nhân còn tại truy sát, chúng ta đội chấp pháp bị giang giật chém giết ba cái thượng tiên, thanh cổ đại nhân còn bị. Phế đi, đội trưởng để thuộc hạ tới truyền báo đại nhân, thỉnh cầu tôn sứ đại nhân tự mình xuất thủ chém giết nghịch tặc. Toàn trường thạch hóa, chương 2217, người không được, đội chấp pháp xuất động tốc độ nhanh, điểm ấy mọi người cũng không kỳ quái, đội chấp pháp từ trước hành động nhanh chóng, mà lại. Bọn hắn trưởng quản lấy tiên linh kính, truy tra phạm nhân tốc độ quá nhanh, lần trước hình xử đại nhân liền là tìm bọn hắn điều động tiên linh kính. Mọi người chấn kinh ngạc chính là, cái này đội chấp pháp thành viên nói giang giật chém giết mấy cái đội chấp pháp thành viên còn phế đi thanh cổ đội chấp pháp thỉnh cầu viện trợ, muốn mời tôn sứ đại nhân xuất thủ chém giết giang giật. Buồn cười, hoang đường, hoang đường, bao quát ngục sứ đại nhân đều không dám tin, giang giật lúc trước vào tiên vực thời điểm, hắn đối giang giật chiến lược dò xét rất tinh tường, tự bao quát trước đó giang giật tới tiên ma bảo hắn đều cảm ứng thoáng cái, phi thường xác định giang giật còn không có ngưng tụ tiên thể. Giang giật xuất sinh đến chỉ có mấy chục năm, điểm này rất nhiều người đều phi thường tin tưởng Giang Giật có thể quét ngang thiên ma phong thượng tiên, tất cả mọi người cảm giác hắn rất biến thái. Lại còn nói hắn có thể giết đội chấp pháp thành viên, có thể phế thanh cổ, thanh hà không làm gì được hắn còn muốn mời tôn sứ xuất động. Đội chấp pháp đội trưởng là thiên tiên, xếp hạng thứ 13, sau so thanh hà xếp hạng dựa vào sau một chút xíu, đội chấp pháp thành viên không nhiều, chỉ có 18 cái. Mặc dù không có xếp vào thượng tiên bảng, nhưng người người đều có thượng tiên bảng trước 30 chiến lực, điểm ấy tại tiên vực là mọi người đều biết. Tống Dư cùng mọi người dòng dã sừng suốt hai hơi thời gian mới phản ứng được, Tống Dư nhìn lướt qua người này, xác định là đội chấp pháp thành viên về sau, hắn nổi giận lấy ra một khối tiên phù bóp nát. Ông, tiên ma bảo không gian có chút ba động, thiên địa chi lực hội tụ, một đôi mắt lần nữa ngưng tụ, lần này lại có vẻ tức giận, Long Dương Tôn Sử truyền lời tới, thế nào? Tống Dư không người nói, Tôn Sứ Đại Nhân, chúng ta muốn đối giang giật chấp hành tử hình lúc, giang giật đột nhiên chạy trốn, Thuộc hạ lập tức hình động đội chấp pháp, thanh hà thiên tiên cùng thanh cổ thiên tiên còn tự thân đuổi theo giết đội chấp pháp thành viên trở về truyền bẩm truyền báo, giang giật đại nghịch bất đạo chém giết mấy cái đội chấp pháp thành viên, còn phế đi thanh cổ thiên tiên, giờ phút này trốn vào thiên lương sơn, lực đội trưởng thỉnh cầu tôn sứ đại nhân viện trợ. A à, long dương tôn sử truyền ra một tiếng kinh nghệ, sau đó giận quá mà cười nói, thú vị, thú vị cái này nghịch tặc thật đúng là muốn nghịch thiên không thành hắn thật muốn đốt đi mảnh này thiên hắn muốn cùng toàn bộ tiên vực đối kháng sao long dương tôn sử trầm ngâm một lát trầm giọng nói ra truyền mệnh lệnh của ta dư thành phủ thiên tống dư ba người các ngươi liền có thể mang bổn đường nhân mã đi thiên lương sơn phối hợp thanh hà lực hoài cùng một chỗ truy sát nghịch tặc cần phải mau chóng chém giết nghịch tặc dẹp an tiên vực tuân mệnh ngục sứ đại nhân cùng tống giúp cho cùng sở hữu ngục sứ kho người lĩnh mệnh dư thành liền là trọng tài đại nhân phủ thiên tắc là ngục sứ đại nhân. Long Dương Tôn Sử cũng không có tự mình xuất thủ truy sát Giang Giật, mà là để trọng tài đường ngục sứ đường hình luật đường xuất mã, trọng tài đại nhân là xếp hạng thứ 6 thiên tiên, ngục sứ đại nhân xếp hạng thứ 9, Thanh Hà xếp hạng thứ 12, lực đội trưởng xếp hạng 13, Tống Dư xếp hạng yếu chút, nhưng cũng là xếp hạng trước 20 thiên tiên. Ngũ đại thiên tiên, ngũ đại tiên vực trọng yếu nhất đường khẩu toàn bộ điều động, đây cơ hồ là tôn sứ dưới có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất, chỉ vì truy sát một phàm nhân. Long Dương Tôn Sử đã từng dò xét qua Giang Giật, mặc dù có chút kỳ dị, nhưng hắn cho rằng Giang Giật còn không đáng đến hắn xuất thủ, này mới khiến mọi người xuất động. Long Dương Tôn Sử ra lệnh một tiếng, ngục sứ đại nhân lập tức mang theo ngục sứ đường tinh nhuệ đi truyền tống trận. Tống Dư cũng cùng một chỗ truyền tống đi qua, đồng thời đưa tin để hình luật đường người hướng Thiên Lương Sơn truyền tống mà đi. Một bên khác trọng tài đại nhân nhận được tin tức về sau, lập tức mang theo trọng tài đường cường giả chạy tới Thiên Lương Sơn tin tức chỉ là một lát giống như bông tuyết truyền khắp toàn bộ tiên vực, tiên vực thật lâu không có như thế lớn hành động, năm cái thiên tiên, ngũ đại đường khẩu đều xuất động, loại sự tình này làm sao có thể giấu giếm được. Tiên vực một mảnh xôn xao, Giang giật bị tam đường hội thẩm phán định tội chết, điểm này không xuất chúng người ngoài ý liệu. Lại không nghĩ rằng Giang giật lại dám trốn dám phản sát đội chấp pháp người, càng quan trọng hơn là phế đi một cái xếp hạng 18 thiên tiên. Xếp hạng 18A, thứ hạng này là ở giữa số, 36 vị thiên tiên giang giật có thể phế thanh cổ, nói như vậy xếp hạng phía sau thiên tiên giang giật đều có thể chấn áp. Hoang đường, rất nhiều ngày tiên nghe được tin tức về sau, cảm giác đầu tiên liền là hoang đường. Bọn hắn tu luyện mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm chẳng lẽ muốn tu luyện đến cầu thân lên giống như hạ giới tùy ý một cái tu luyện mấy chục năm phàm nhân đều có thể phế đi bọn hắn, toàn bộ tiên vực sợ là đã sớm không tồn tại nữa a. À chẳng lẽ thanh cổ bị ám toán hoặc là có người giúp giang giật rất nhiều người nội tâm đều hiện lên dạng này một cái nghi vấn nếu không giang giật dựa vào cái gì phế đi thanh cổ giang giật tự nhiên là dựa vào bản thân năng lực phế đi thanh cổ không có người giúp hắn cũng không ai dám giúp hắn tam đường hội thẩm đã kết thúc bị đặc tôn sử có lẽ ngục sứ đại nhân dám giúp giang giật cái kia chính là xúc phạm thiên quy tôn sứ cùng ngục sứ đại nhân vị trí đều sẽ khó giữ được trên thực tế giang giật đào tẩu về sau không có bất kỳ người nào truyền âm cho hắn, cũng không có bất kỳ người nào xuất thủ. Giang giật có thể diệt sát đội chấp pháp thành viên, phế đi thanh của toàn bộ nhờ chính hắn. Dựa vào, hắn chúa tể uy năng. Không sai, liền là chúa tể uy năng, bị đặc tôn xử đề tỉnh hắn, để hắn học xong điều động chúa tể uy năng. Cũng bởi vì có thể điều động chúa tể uy năng, Giang giật mới có lá gan cùng lực lượng đào tẩu, mới có lực lượng chống cự tiên vực. Đương nhiên, đối kháng tiên vực là chuyện tiếu lâm. Giang giật cũng không cho là mình có thể đối kháng được tiên vực, thậm chí cường đại thiên tiên hắn cũng không có nắm chắc, chứ nói chi là tôn sứ, tôn sứ phía trên thế nhưng là còn có ba cái thiên tôn A. Hắn chỉ muốn đào tẩu, có thể trốn bao xa liền chạy bao xa, có thể giết nhiều mấy cái tiên nhân tự giết nhiều mấy cái. Cho dù chết, hắn muốn oanh oanh liệt liệt chết, hắn muốn huyết tẩy tiên vực, hắn muốn để những cái kia cao cao tại thượng thiên tiên cùng tôn sứ minh bạch một cái đạo lý, sâu kiến không thể hám thiên, lại có thể đem thiên cho chọc ra một cái lỗ thủng chúa tể uy năng quá mạnh, đến lại nhiều thượng tiên hắn đều có thể quét ngang, bởi vì tại chúa tể uy năng trấn áp phía dưới, thượng tiên căn bản không động được. Thanh cổ đồng dạng không động được, cho nên mới sẽ bị để hắn nện đến nửa người nhão nhuệt, giống như không phải thanh hà, thanh cổ sớm đã bị hắn giết. Thiên lương sơn tại tiên ma sơn đông một bên, tiên ma sơn thì tại tiên vực đông bộ, thiên lương sơn không sai biệt lắm là tiên vực phía đông nhất. Thiên lương sơn lại hướng đông liền là tiên vực đông uyên, đông uyên là tiên vực phía đông cuối cùng một thân ảnh không ngừng lấp lóe nazi hắn nazi tốc độ rất nhanh thiên địa chi lực liên tục không ngừng theo trong thân thể của hắn lan tràn ra trong nháy mắt cùng phụ cận một phương thiên địa thiên địa chi lực dung hợp thân thể của hắn liền có thể ở bên trong tự do nazi hưu đằng sau 10 vạn lý một người mặc đạo bào trung niên nhân gào thét mà đến khí tức trên thân như nhất cường đại hung thú hắn một bên phi hành một bên gào thét không ngừng giang giật người trốn không thoát coi như người bỏ chạy đông uyên bản tỏa cũng thể giết ngươi thể giết ngươi giết ta, người phía trước cũng không có dừng lại, không ngừng nhắm hướng đông bên cạnh Nazi, hắn đùa cờ thanh âm truyền đến, thanh hà, người xác định có thể giết ta vừa rồi cho ngươi nhiều lần như vậy cơ hội, ta không phải sống được thật tốt sao muốn giết ta ngươi. Không được, thanh hà thân thể hơi chậm lại, sau đó tiếp tục gào thét mà đi, gầm hét lên, giang giật, đừng tưởng rằng tu luyện ra một tia chúa tể uy năng ngươi chính là vô địch. Ngũ đại tôn sứ người người đều hiểu được chúa tể uy năng, lực đội trưởng đã đưa tin trở về, tôn sứ đại nhân rất nhanh liền có thể tới, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. a à, Giang giật đột nhiên ngừng lại, ánh mắt lạnh lẽo lướt nhìn cấp tốc đến gần Thanh Hà, hắn cười nhạt một cái nói, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, đã Long Dương tôn xử lập tức sẽ tới, ta vì sao không trước khi chết, đem ngươi. Xử lý, chương 2218, Chí cường lực lượng. Giang giật dù sao không có ý định sống, vừa rồi dùng chúa tể huy năng trấn áp thanh hà, đều chỉ có thể trấn áp trong nháy mắt, sở dĩ hắn biết rõ chính mình tuyệt không phải tôn sứ đối thủ. Đã Long Dương tôn sứ lập tức sẽ tới, hắn còn trốn cái gì không bằng xử lý trước Thanh Hà. Xuy suy Giang giật thân thể lóe lên một cái liền là mấy vạn lý, thiên địa chi lực lan tràn mà đi, lần tiếp theo lấp lóe liền đã tới gần Thanh Hà. Thanh Hà con người lấp lóe nghĩ nghĩ cũng không có triệt thoái phía sau, mà là lấy ra một cái phất trần đối Giang giật hung hăng vung tới. Cái này phất trần cũng không phải phổ thông phất trần, mà là nhất cấp tiên bảo nghe nói là dùng tiên vực phiên thứ nhất cây thủ tâm cùng cái thứ nhất linh thú cái đuôi chế tác mà thành có được tiên thiên tiên khí có thể bài trừ hết thảy tiên thuật chém giết hết thảy yêu ma cái này phát trần nhẹ nhàng vung đến lại làm cho tiên vực không gian kịch liệt ba động đây chính là tiên vực không gian a nhất ổn định không gian phát trần bên trên những cái kia lông trắng nhu hòa xinh đẹp tại giang giật trong mắt lại giống như là từng cái hung diễm đào thiên hung thú khí tức hãi nhiên chúa tể uy năng giang giật thả ra chúa tể uy năng từng đạo lực lượng vô hình phúc tán mà đi. Kia như ức vạn hung thú gào thét mà đến phất trần lập tức bị trấn áp không động được, phụ cận bị chúa tể uy năng trấn áp thiên địa chi lực đều không động được, thanh hà thân thể tự nhiên cũng không thể động. Suy suy, gần như đồng thời, giang giật ngưng tụ từng cái đại thủ trưởng, như như sóng to gió lớn hướng thanh hà vỗ tới. Hắn đến còn không hiểu quá nhiều thủ đoạn công kích, sẽ chỉ dùng ngưng kết hai lần thiên địa chi lực mạnh mẽ thẻ, có thể đập chết tụ thẻ. Giống như thẻ không chết hắn cũng không có cách, chỉ có thể cứng rắn thẻ. Rất rõ ràng, thanh hà loại này liền là thẻ không chết cái chủng loại kia. Thanh cổ thực lực tranh lệch điểm, có thể nhẹ nhõm thẻ phế đi. Thanh hà không được, thanh hà hiểu được mấy loại cường đại tiên thuật, trên thân còn có một cái cường đại tiên giáp. Lăn lộn động tiên giáp, nhất cấp tiên bảo, cái này tiên giáp đã từng là long dương tôn sử, đằng sau long dương tôn sử đột phá, tiên giáp vô dụng ban cho thanh hà. Thanh hà bằng vào lăn lộn động tiên giáp cùng phất trần, chiến lực tiêu thăng, theo ban đầu xếp hạng 17 biến thành 12. Giang giật đại thủ ấn như như sóng to gió lớn tầng tầng vỗ tới, lại chỉ có thể để Thanh Hà lần lượt đập bay, sắc mặt hơi trắng bệch, huyết đều không có phun một ngụm, có thể thấy được cái này tiên giáp uy lực. Giang giác, tựa như phá băng, Thanh Hà mấy hơi sau thành công tránh thoát chúa tệ uy năng chân áp. Hắn phát trần co rúm, lần nữa đột nhiên hướng Giang giật phóng tới, đồng thời một tay kết ấn, bầu trời từng cái dị thú ngưng tụ, toàn bộ đều là thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành, hóa thành đạo đạo tàn ảnh liên tiếp không ngừng hướng giang giật đánh tới. Vạn thú hàng ma, đây là thanh hà phi thường nổi danh một cái tiên thuật, vạn thú có đủ loại công kích. Mặc dù dùng thiên địa chi lực ngưng tụ, nhưng công kích hình thái ngàn vạn, để cho người ta khó lòng phòng bị, bình thường thiên tiên chúng chiêu sau chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Suy, giang giật trong nháy mắt rời đi đi, ra thanh hà bên phải, kia phất trần rẽ ngoặt một cái hướng giang giật tiếp tục phóng tới, bầu trời vạn thú theo sát phía sau, Giang giật lại coi thường phất trần cùng vạn thú, phóng thích chúa tể uy năng cưỡng ép chân áp. Giang giật thế giới sinh ra về sau, cái này chúa tể uy năng tự có, theo thế giới hoàn thiện chúa tể uy năng càng ngày càng nhiều, đáng tiếc Giang giật một mực không biết dùng như thế nào. Lần này bị đặc tôn xử đề tỉnh hắn, hắn mới học được triệu tập chúa tể uy năng chân áp địch nhân, không bằng hắn vẫn như cụ đối thứ này không phải quá hiểu. Chỉ cảm thấy chúa tể uy năng so thiên địa chi lực càng cường đại, vừa xuất hiện sau phụ cận thiên địa chi lực đều có thể chấn áp, địch nhân mơ tưởng điều động bị hắn chấn áp thiên địa chi lực. Đã như vậy, có được chúa tể uy năng, giang giật tự nhiên có thể coi thường thanh hà công kích. Vạn thú hàng ma nhìn rất đáng sợ, đoán chừng uy lực cũng rất lớn, nhưng... Bất luận mạnh hơn tiên thuật, đều phải vận dụng thiên địa chi lực, đều là dùng thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành. Đây mới thực là dốc hết toàn lực, nhất lực phá vạn pháp. Chúa tể uy năng chỉ có tôn sứ mới có, tôn sứ sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì có chúa tể uy năng. Long dương tôn sử sau khi đột phá tiên giáp cũng không cần, là bởi vì chúa tể uy năng có thể bài trừ vạn pháp, bất kỳ cái gì tiên thuật đều không thương tổn được bọn họ. Giang giật cũng không quá hiểu những này, trước đó chiến đấu hắn đã nhận ra chúa tể uy năng có thể trấn áp thiên địa chi lực, sở dĩ hắn coi thường thanh hà công kích, thuấn di tới về sau, lần nữa liên tục không ngừng đối với thanh hà vỗ tới. Dầm dầm rầm trên bầu trời, từng cái to lớn dị thú gào thét mà xuống, tới gần giang giật ngàn dặm sau dị thú trực tiếp sụp đổ, thiên địa chi lực bị chân áp, lại xảo diệu tiên thuật đều có thể nhẹ nhõm đánh sơ xác. Kia phất trần cũng không động được, thanh hà thân thể đồng dạng lần nữa bị chân áp, chỉ có thể tiếp nhận giang giật lần lượt công kích. Cũng may có lăn lộn động tiên giáp, bằng không hắn tiên thể đoán chừng không chịu nổi. Nhìn qua đầy trời đại thủ ấn, thanh hà khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, giang giật lực công kích này quá yếu quá yếu. Coi như cho hắn thẻ một vạn lần sẽ chỉ bị chấn thương thôi, muốn trọng thương thậm chí đem hắn tiên hạch cho chấn vỡ, đoán chừng muốn thẻ một ngày a. À. Lực Hoài đã đưa tin trở về, Long Dương Tôn Sử rất nhanh sẽ xuất động a Lực Hoài mang theo đội chấp pháp người còn theo ở phía sau, lập tức liền có thể chạy đến. Thanh Hà giờ khắc này ngược lại không lùi, chuẩn bị kéo dài thời gian, kéo giang giật chờ lấy viện quân đến. Hắn thậm chí không nghĩ biện pháp đi tránh thoát chúa tể uy năng chấn áp, đều không đánh trả, tụ đứng đấy để giang giật oanh, hắn ngược lại là muốn nhìn giang giật làm sao đánh chết hắn rầm dầm rầm dầm, giang giật liên tục không ngừng triệu tập thiên địa chi lực lần lượt vỗ tới đáng tiếc kia lăn lộn động tiên giáp quá mạnh đánh mấy chục trưởng xem thanh hà dáng vẻ đều không có thụ thương đoán chừng chỉ là khí huyết chấn động một chút đi làm sao bây giờ long dương tôn sử lúc nào cũng có thể sẽ đến nơi xa truyền đến phá vỡ âm thanh đội chấp pháp người đã đuổi theo tới giang giật lại cầm thanh hà không có bất kỳ biện pháp nào một khi tôn sứ đuổi tới hắn chỉ có ngoan ngoãn chờ chết ngu xuân ngươi có được trí cường lực lượng nhưng lại không biết dùng. Giang giật hồi tưởng lại bị đặc tôn xử trước đó truyền âm, hắn cao mày muốn đánh giết thanh hà, xem ra chỉ có đi lĩnh hội chúa tể huy năng, đi nắm giữ chúa tể cách dùng cùng chân đế. Vù vù xa xa tiếng xé gió càng lúc càng lớn. Giang giật não hải vạn lần tốc độ vận chuyển, lặp đi lặp lại thôi diễn. Hồi tưởng chúa tể huy năng sinh ra, hồi tưởng hắn phóng thích chúa tể huy năng lúc các loại tình huống lẫn nhau xác minh, khai thiên tích địa thế giới sinh ra, chúa tể uy năng theo thế giới sinh ra, có được chúa tể uy năng liền có thể chúa tể toàn bộ thế giới, thế giới của ta ta làm chủ. Vấn đề là, thế giới bên ngoài cũng không phải là ta sáng tạo lời nói, ta sao có thể chúa tể không đúng. Chúa tể uy năng chỉ là một loại năng lượng, thế giới này tôn sứ cũng sẽ hiểu đến chúa tể uy năng, đều có thể triệu tập chúa tể uy năng, sở dĩ không tồn tại là cái nào thế giới năng lượng, bản chất là giống nhau. Giang giật nội tâm đột ngột có một loại xúc động, Thế giới của hắn có chúa tể uy năng, như vậy thế giới bên ngoài cũng có chúa tể uy năng a? Hắn có thể sử dụng hắn thiên địa chi lực dung hợp thế giới bên ngoài thiên địa chi lực, vậy có phải hay không? Có thể dùng hắn chúa tể uy năng dung hợp phía ngoài chúa tể uy năng. Một khi dung hợp, cái kia uy lực khẳng định sẽ phi thường dọa người. Như thiên địa chi lực, hắn không cần hiểu được làm sao xảo diệu dùng chúa tể uy năng mạnh mẽ dùng tuyệt đối lực lượng chân áp là đủ. Hắn đình chỉ công kích, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái sau đó lợi dụng chúa tể uy năng đi cảm ứng thế giới bên ngoài thiên địa, đi bắt giữ, đi phát hiện thế giới bên ngoài chúa tể uy năng. Quả nhiên tồn tại, giang giật linh hồn ba động, hắn tại bên trong thế giới này cảm ứng được chúa tể uy năng. Hắn còn cảm giác phía ngoài chúa tể uy năng rất rất nhiều, giống như hắn có thể triệu tập chúa tể uy năng là một dòng sông nhỏ, thế giới bên ngoài chúa tể uy năng liền là một phiến uông dương đại hải. chương 2219, Thanh Hà, chết. Giang giật thế giới vẫn là quá nhỏ quá nhỏ, chỉ có hồng mông thế giới một phần năm lớn như vậy, thế giới đản sinh thời gian cũng quá ngắn, sinh ra chúa tệ uy năng rất ít cái này cũng bình thường. Hắn trước kia một mực không có đi cảm ứng, giờ phút này một cảm ứng âm thầm hãi nhiên, toàn bộ giữa thiên địa đều tồn tại chúa tệ uy năng, mà lại nhiều đến không hợp thói thường. Rất rõ ràng, chúa tệ uy năng thượng tiên cùng thiên tiên đều không cảm ứng được, nếu không người người đều có thể điều tập, đoán chừng chỉ có tôn sứ mới có thể triệu tập. Giang giật không hiểu mừng rỡ, lập tức phóng thích chúa tể uy năng cùng dung hợp phụ cận thiên địa chi lực đi dung hợp chúa tể uy năng thành công chính như thiên địa chi lực chúa tể uy năng bản chất đều là giống nhau gian giật nhẹ nhõm dung hợp rất nhiều chúa tể uy năng hắn điều tập bao nhiêu chúa tể uy năng liền có thể dung hợp bao nhiêu chúa tể uy năng hưu đằng sau 10 cái hắc giáp nam tử chạy như bay đến những này là để các thượng tiên nghe tin đã sợ mất mật đội chấp pháp một khi đội chấp pháp xuất hiện đại biểu xúc phạm thiên quy hoặc là bị bắt hoặc là bị giết Dầm dầm dầm, hơn 10 người đội chấp pháp viên, còn có đội chấp pháp đội trưởng Lực Hoài, nhìn thấy Giang Giật đang điên cuồng công kích Thanh Hà, toàn bộ đằng đằng sát khí. Trước đó Giang Giật giết bọn hắn mấy cái đội viên, để bọn hắn đối Giang Giật giác quan phi thường chênh lệch. Toàn bộ nghe, đây là ta cùng Thanh Hà ân hoán, ai dám tới, giết chết bất luận tội. Giang Giật đã tỉnh táo lại, ánh mắt quét về phía Lực Hoài. Lực Hoài lại cười lạnh, Giang Giật, đây không phải các người ân hoán cá nhân, ngươi là nghịch tặc, chúng ta là tiên vực đội chấp pháp là phụng mệnh giết chết ngươi nha giang giật xem thường lên tiếng lạnh lùng nói ra đã như vậy các ngươi liền đến giết đi ai muốn giết ta giang giật đều phải trả giá thật lớn thanh hà giang giật không tiếp tục để ý đội chấp pháp ánh mắt nhìn về phía thanh hà quát to ngươi ta ở giữa không có đạo lý đúng sai thanh hộc muốn giết ta sở dĩ ta giết chết thanh hộc ngươi muốn thay thanh hộc báo thù ta lại muốn bảo mệnh sở dĩ ta chỉ có thể giết ngươi ha 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 Thanh Hà cười ha hả hoàn toàn chính xác không có đạo lý cùng đúng sai, thế giới này cho tới bây giờ liền không có đạo lý, ai thực lực mạnh mẽ ai liền là đạo lý. Người có thể giết ta cứ việc động thủ, bất quá. Người có năng lực như thế sao? Có hay không, người lập tức liền có thể biết rõ. Giang giật quát lạnh một tiếng, hai tay mở rộng, quát lớn, chân áp. Dầm dầm dầm, từng đạo lực lượng vô hình ngưng tụ mà thành, đều không ngưng tụ bất luận cái gì hình thức trực tiếp hướng phía dưới chân áp tới, thanh hà phía trên tầng không gian tầng vỡ ra, sụp đổ. Cái này, chạy vội tới lực hoài bọn người mộng bức, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiên vực không gian vỡ ra cùng sụp đổ, đây rốt cuộc là cỡ nào lực lượng cường đại mới có thể tạo thành uy lực kinh khủng như thế. Không có khả năng, thanh hà nhìn xem trên đầu không gian, không dám tin giống to. Công kích này cường độ tuyệt đối nhưng so sánh tôn sứ, giang giật một phàm nhân, tiên thể đều không có ngưng tụ, làm sao có thể có được công kích kinh khủng như thế lực. Dâm dầm rầm trên không trung tựa như có một cái bàn tay vô hình vỗ xuống không gian không ngừng nứt ra sụp đổ thanh hà bị một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ căn bản không động được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem không gian một đường hướng hắn vỡ ra sụp đổ mà tới oanh một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đập vào thanh hà trên thân thể thanh hà cả người đều bị nện hạ dưới mặt đất phía dưới núi lở đá bể xuất hiện một cái cự đại hố sâu thanh hà bị một chiêu tựu chấn động phải ngất đi cả người xương cốt đều bị chấn nát không thể không nói lăn lộn động tiên giáp lực phòng ngự kinh người, công kích kinh khủng như thế cường độ thế mà không có bị phá hủy. Giang giật cũng có chút thất vọng, hắn vốn cho là hắn một chiêu là có thể đem thanh hàng nghiền thành bột mịn, dù sao hắn vận dụng là gấp đôi chúa tể uy năng, đồng thời không phải giống như trước kia như vậy chân áp, mà là nghiền ép mà xuống công kích. Chết, Giang giật lần nữa điều động chúa tể uy năng hình thành một cái vô hình đại thủ trưởng nghiền ép mà xuống, lần này thanh hà thảm rồi, cả người đều biến thành thịt nát, hình thần câu diệt. Bởi vì chủ nhân chết đi tiên giáp còn tự động thoát ly bay lên, bị giang giật một phát bắt được. tt lực hoài bọn người hít một hơi lãnh khí, khóe miệng co quắp động, mọi người lúc đầu hướng giang giật bên này cấp tốc bay tới, đều bỗng nhiên tại trong giữa không chung, bọn hắn nhìn qua biến thành thịt nát thanh hà đều choáng váng. Xếp hạng 12 thiên tiên đều có thể nhẹ nhõm chụp chết, bọn hắn tiến lên chịu chết sao lực hoài trên thân cũng không có tiên giáp, giống như bị vỗ chúng tuyệt đối so thanh hà muốn thảm hại hơn một chút. Giang giật đem tiên giáp thu hồi, lãnh mâu lướt nhìn mọi người một chút lạnh giọng nói ra các ngươi là muốn tiếp tục đuổi bắt ta cái này nghịch tặc vẫn là lặn đi cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc ba hai lui lực hoài không muốn chết lập tức quát lớn những cái kia đội chấp pháp thành viên nghe nói như thế sau như chút được gánh nặng như bị kinh hãi thỏ điên cuồng bỏ trốn hóa thành hồng quang biến mất ở phương xa đi giang giật nhìn một cái tiếp tục nhắm hướng đông bên cạnh bỏ chạy phía đông nghe nói là tiên vực phía đông cuối cùng Giang giật giờ phút này cũng không quản nhiều như vậy, vừa rồi đánh chết Thanh Hà để hắn hưng phấn lên. Thực lực của hắn tựa hồ còn có tăng lên khả năng giống như đã cường đại đến có thể đối kháng tôn sứ tình trạng, có thể thành công hay không dẫn xuất thiên tôn, sau đó sống sót. Ai cũng không muốn chết, chỉ cần có một tia hy vọng Giang giật tự nhiên muốn tiếp tục sống. Sở dĩ hắn nhất định phải trốn được càng xa càng tốt, sau đó nhìn xem có thể hay không tìm địa phương ẩn núp thoáng cái, để là thực lực mình đạt tới cực hạn lực hoài bọn người rút lui trăm vạn lý tự ngừng lại lực hoài trong tay cầm tiên linh kính một mực khóa chặt giang giật hành tung hắn không dám truy cũng không có biện pháp khác chỉ có thể ở bực này với viện quân đến thanh hà chết rồi chăn trời xuyên phá bất kỳ cái gì thiên tiên chết đi đều sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ tiên vực ngũ đại tôn sứ khẳng định lập tức biết sẽ mau chóng chạy đến lực hoài đoán được không sai thiên đình một cái tòa thành bên trong một đạo bóng người bắn ra bắn thẳng đến đông điện mà đi rất nhanh một đạo tin tức theo đông điện truyền ra, tiếp lấy truyền khắp thiên đình, sau đó tại thời gian một nén nhang thời gian tự truyền khắp tiên vực. Thanh Hà linh hồn tiên phù nát, Thanh Hà chết, trong tiên vực người giờ phút này đều đang chăm chú thiên lương sơn tình hình chiến đấu, tất cả mọi người biết rõ Thanh Hà đang đuổi giết Giang Giật, Thanh Hà chết đi không cần suy nghĩ nhiều, tuyệt đối là bị Giang Giật chém giết. Trước đó Giang Giật chém giết đội chấp pháp thành viên, lại phế đi thanh cổ, rất nhiều người đều đang hoài nghi phải chăng có người giúp Giang Giật lại không người dám hoài nghi. Bởi vì đánh giết Thanh Hà kia là trọng tội, coi như bị đặc tôn xử cũng không dám như thế tụy ý làm loạn. Giang giật giết Thanh Hà, tin tức này quá có lực rung động, lật đổ tất cả mọi người đối với hệ thống sức mạnh nhận biết. Thượng tiên chém giết phàm nhân cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau, thiên tiên bóp chết thượng tiên cùng sâu kiến không có khác nhau. Xếp hạng 12 thiên tiên, kia là tiên vực đỉnh cấp tồn tại, là mười mấy vạn thượng tiên đều chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Hiện lại bị một phàm nhân chém giết đây là cỡ nào buồn cười, buồn cười biết bao sự tình. Hừ, đông trong điện truyền đến một đạo nổi giận quát lạnh âm thanh, tiếp lấy một đạo bóng người bắn ra, trực tiếp tiến vào truyền tống tiên trận, hướng thiên lương sơn phụ cận truyền tống mà đi. Quyền dương tôn sử xuất động, thiên đình bên trong ở lại thượng tiên, hoặc là nghe hỏi mà đến xem náo nhiệt các thượng tiên toàn bộ nội tâm hãi nhiên. Long dương tôn sử xuất động xác nhận giang giật đánh giết thanh hà tin tức. Nếu không đường đường tôn sứ có thể có thể đuổi theo giết một phàm nhân, sự tình có càng náo càng lớn khuynh hướng. Cắt cắt chương 2220, Đông Uyên, vù vù, thiên lương sơn bên trong một đám người điên cuồng bay vụt mà đến, phía trước nhất mấy người khí thức cường đại đến cực điểm, thật xa liền có thể cảm nhận được kia như hồng hoang mãnh thú cường đại khí huyết, tiếng xé gió từng đạo liên tiếp vang lên, liếc nhìn lại ít nhất có gần trăm người. Lực hoài nhìn thấy đám người này bản năng vui mừng, nhưng nhìn thấy trong nhóm người này không có tôn sứ, hắn lại hơi có chút thất vọng, cũng may giữa đám người hắn thấy được trọng tài đại nhân mới có hơi giải sầu trọng tài đại nhân tam thập lục thiên tiên bên trong xếp hạng thứ sáu thực lực công nhận chỉ ở ngũ đại tôn sứ phía dưới hẳn là năng lực áp giang giật a cái kia nghịch tặc đâu tống dư thật xa tựu gầm thét nhìn thấy lực hoài bọn người thế mà đứng ở chỗ này chờ bọn hắn đến hắn có chút tức giận nói ra các ngươi làm sao tại cái này đứng đấy vì sao không đuổi theo giết giang giật lực hoài khóe miệng lộ ra một tia đắng chát chắp tay nói ra, chư vị đại nhân, không phải lực nào đó không muốn đuổi theo giết, mà là không dám truy sát, ngục sứ đại nhân cùng trọng tài đại nhân liếc nhau, trong mắt xuất hiện một tia ngưng trọng, trọng tài đại nhân chớp chớp thưa thất lông mày trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Thanh Hà đại nhân đã chết rồi, lực hoài khe khẽ thở dài nói, chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn bị giang giật chụp chết, chúng ta không phải giang giật đối thủ, chỉ có thể chờ đợi viện quân. Cái gì, một đám người sắc mặt hoảng hốt, ngục sứ đại nhân tấm kia mặt chết co rúm, giống như lời này không phải lực hoài nói, hắn đoán chừng một bàn tay đảo qua đi để hắn thanh tỉnh thoáng cái. Quả nhiên tiềm lực vô hạn, hắn nhớ tới bị đặc tôn xử, nội tâm âm thầm có chút hối hận. Sớm biết hắn tựu đơn duy nhất đem giang giật quan một cái sơn phong, hoặc là đem thanh học bọn người triệu tập lái đi. Cũng không trở thành để sự tình phát triển đến tình trạng như thế, bắc điện vô ích tổn thất một nhân tài a à. Chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đều vô dụng, tam đường hội thẩm sau giang giật nhất định phải chết giờ phút này chém giết thanh hà cùng đội chấp pháp đội viên, càng là ai cũng cứu không được giang giật. Đoán chừng bắc điện chi chủ tự mình mở miệng, còn lại hai vị điện chủ cũng sẽ có ý kiến, việc này huyên náo quá tốt đẹp lớn, thanh hà thế nhưng là xếp hạng 12 tiên tiên A, toàn bộ tiên vực giờ phút này đều dung chuyển đi. Đi, trọng tài đại nhân sắc mặt âm trầm hét lớn một tiếng, hắn đã từng dò xét qua giang giật, mặc dù có chút quỷ dị, linh hồn không cách nào dò xét, nhưng không có ngưng tụ tiên hạch cùng tiên thể đây là không thể cải biến sự thật, hắn còn không tin Giang Giật có thể lật trời. Tiên linh kính một mực khóa chặt Giang Giật, giờ phút này Giang Giật tại chiều phía đông bay đi, sắp đến Đông Nguyên. Hừ hừ, trọng tài đại nhân nhìn lướt qua lực hoài trong tay tiên linh kính cười lạnh, Đông Nguyên kia là tiên vực phía đông cuối cùng, nơi đó coi như tôn sứ cũng không dám xâm nhập, Giang Giật đến đó đi tự tìm đường chết, căn bản không đường có thể trốn. Đương nhiên, tiên vực chi đại, căn bản không có có thể chỗ ẩn thân, tiên linh kính vừa chiếu bất luận kẻ nào đều không chỗ ẩn trốn, người có thể bỏ chạy cái nào. Trọng tài đại nhân dẫn một đám người cấp tốc cuồng bay, ngục sứ đại nhân cùng Tống Dư đều trầm mặc không nói, bất qua Tống Dư tốc độ có chút thả chậm một chút, lạc hậu trọng tài đại nhân cùng ngục sứ đại nhân nửa bước. Hắn rõ ràng có chút kiêng kỵ, sợ tao ngộ giang giật sau bị để mắt tới, Thanh Hà đều bị giết, hắn thực lực so Thanh Hà yếu nhiều. Mọi người tốc độ đều rất nhanh, vẻn vẹn hai nén nhang tự bay ra Thiên Lương Sơn, phía trước là một mảnh hoang nguyên lại nhắm hướng đông bên cạnh phi hành mấy trăm vạn lý liền là đông uyên tiên linh trong kính giang giật đã tới đông uyên phụ cận hắn ngừng lại tại tra xét rõ ràng đông uyên tựa hồ đang nghĩ biện pháp nhảy tới thấy cảnh này trọng tài đại nhân khóe miệng mỉa mai càng đậm tôn sứ đại nhân đều không dám vào nhập đông uyên giang giật lại vẫn nghĩ đến nếm thử đi vào suy suy tiên vực đông bộ cuối cùng có một đầu tựa như ngân hà rãnh trời ngày này hố tả hữu không nhìn thấy cuối cùng phía trước cũng không nhìn thấy cuối cùng Cùng ngân hà không giống chính là rãnh trời đen kịt một màu, sâu không thấy đáy, trên không trung tử sắc lôi điện rủ xuống, hơn nữa còn có một tia kỳ dị năng lượng ở bên trong bạo động, bên trong cho người cảm giác liền là vô cùng kinh khủng, tuyệt không thể tiến vào. Bên trong thế mà ẩn chứa rất nhiều chúa tể uy năng, mà lại phi thường nhiễu loạn cuồng bạo bên trong thiên địa chi lực cũng rất nồng nặc đến cực điểm, cuồng bạo vô cùng. Giang giật cảm ứng một phen âm thầm líu lưỡi, nơi này người bình thường không cảm ứng được, sẽ chỉ cảm thấy rất kinh khủng, đoán chừng thiên tiên cũng không dám tiến vào. Hắn ngược lại là có thể phát hiện bên trong nguy hiểm nguyên nhân, bởi vì bên trong chúa tể uy năng rất nhiễu loạn cuồng bạo, bình thường thiên tiên đi vào khẳng định sẽ bị nghiền thành mảnh vỡ. Giang giật tự nhiên không dám tiến vào, hắn nhìn qua Đông Uyên có chút đau đầu, nguyên bản hắn coi là Đông Uyên là đại lục cuối cùng, nên tính là hiểm địa, có thể nghĩ biện pháp đi vào ẩn núp xuống. Phát hiện nơi này thật là hiểm địa, nhưng sợ là hắn đi vào cũng có đi không trở lại hưu ngay tại hắn nhức cả trứng thời điểm nơi xa truyền đến phá vỡ âm thanh giang giật nhìn lại phát hiện phía tây bầu trời cuối cùng xuất hiện gần trăm cái điểm đen phía trước nhất mấy điểm đen khí thức khổng lồ tuyệt đối là thiên tiên không thể nghi ngờ tới một đám thiên tiên tôn sứ còn chưa tới giang giật sờ lên cái mũi tiên vực đám này ăn cơm khô thật đúng là xem thường hắn a thanh hà đều bị hắn xử lý thế mà còn phái một đám thượng tiên cùng thiên tiên đi tìm cái chết hắn dứt khoát không đi tiên linh kính có thể nhẹ nhõm khóa chặt hắn phương vị, hắn có thể bỏ chạy cái nào một đám người đến vây giết hắn, cũng chọc giận hắn. a à, rất nhanh điểm đen phóng đại, Giang Giật đã sớm thả ra vô tận thiên địa chi lực, nhẹ nhõm phát hiện thân phận của người đến. Hắn phát hiện trọng tài đại nhân ngục xứ đại nhân có chút kinh ngạc, nhìn thấy Tống Dư cùng lực hoài hậu thân bên trên lập tức đằng đằng sát khí. Tiên linh kính, lực hoài giờ phút này trong tay cầm tiên linh kính, Giang Giật trước kia không biết tiên linh kính tại lực hoài trong tay, trong lòng có chút hối hận, sớm biết tại thiên lương sơn liền xử lý lực hoài. Bất quá, cũng không muộn, hưu, gần trăm người thành hình quả tản ra, đem giang giật bao vây, trọng tài đại nhân một ngựa đi đầu khí thế bừng bừng, ngục sứ đại nhân cùng tống dư lực hoài đi theo phía sau hắn, mọi người tốc độ thật nhanh, mấy cái chớp mắt đã đến giang giật phía trước hơn 10 dặm Giang giật không có xem những người còn lại, ánh mắt khóa chặt ngục sứ đại nhân, ánh mắt trao đổi một phen. Giang giật không thể truyền âm, hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này giao lưu hắn truyền lại đi qua một cái ý tứ để ngục sứ đại nhân biệt xuất tay quan chiến là được ngục sứ đại nhân căn bản là không có dự định xuất thủ trọng tài đại nhân sát khí như hồng rõ ràng muốn xuất thủ giống như trọng tài đại nhân chơi không chết giang giật hắn xuất thủ hay không đều không có ý nghĩa giang giật trọng tài đại nhân nhìn thấy giang giật thế mà không có nhìn hắn gầm thét một tiếng ngươi thật lớn mật tam đường hội thẩm phán ngươi tội chết ngươi lại dám trốn còn dám đổ sát đội chấp pháp đội viên lại phế đi thanh cổ giết thanh hà người đại nghịch bất đạo tội không thể tha ha 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 giang giật cười ha hả lắc đầu đùa cợt nói ra tội không thể tha ngươi chừng nào thì xá qua ta lão cẩu người thu thanh hà lễ vật lúc nghĩ tới ta sao hôm nay chi cục tạo thành hoàn toàn là bởi vì ngươi cùng tống dư quyết định sở dĩ ngươi khác đừng phóng cái gì cầu thí muốn chiến tự chiến khác đừng quan miệng đường hoàng nói nói nhảm nhiều như vậy để cho người ta buồn nôn tốt tốt trọng tài đại nhân tức giận đến dầu trắng cũng bay đi lên hắn chợt quát một tiếng, toàn bộ cùng một chỗ động thủ, đem cái này nghịch tặc đánh xuống Đông Nguyên đánh giết hắn. Trọng tài đại nhân không ngốc, mặc dù hắn có tự tin có thể giết chết Giang Giật nhưng sẽ không mạo hiểm, ngục sứ đại nhân nói rõ không muốn ra tay, muốn cho hắn ra mặt hắn cũng không có ngu như vậy, muốn động thủ cùng một chỗ động thủ, toàn bộ lôi xuống nước. Trọng tài đại nhân mở miệng, không ai dám kháng mệnh, bọn hắn đều bị Long Dương Tôn xử mệnh lệnh cùng một chỗ chu sát Giang Giật. Giờ phút này không xuất thủ Long Dương Tôn xử trách tội xuống, ai cũng không chịu nổi. Suy suy, gần trăm người riêng phần mình đánh ra công kích, ngục sứ đại nhân bất đắc dĩ lấy ra một cái phán quan bút, hóa thành kình thiên cự côn hướng giang giật đập ầm ầm đi. chương 2221, bàn hoàng tôn sử. Gần trăm thượng tiên, tứ đại thiên tiên đồng thời công kích, trọng tài đại nhân ý tứ hết sức rõ ràng, đem giang giật đánh rơi xuống đông uyên đi. Đông Uyên coi như tôn sứ đại nhân đều không dám xâm nhập, giang giật rơi xuống tuyệt đối hữu tử vô sinh trọng tài đại nhân đánh ra một kiện tiên bảo, đây là tiên vực nhất cường đại tiên bảo. Là một tòa ngũ sắc sơn, nghe đồn là theo thiên tôn nhai bên trong đạt được. Vốn là Tây Điện Chi Chủ sở hữu, sau Tây Điện Chi Chủ trở thành thiên tôn sau tựu ban cho trọng tài đại nhân. Ngũ sắc sơn ngọn núi phi thường nhỏ, trọng tài đại nhân một cái tay liền có thể nắm chặt, mà lại hắn đánh đi ra sau cái này ngũ sắc sơn cũng không có thay đổi quá đại, tự hóa thành một tòa bảo tháp chỉ có phương viên mấy trượng đại, đối giang giật chấn áp mà xuống dầm 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 cái này bảo tháp đè ép dưới không gian vỡ ra đạo đạo khe hở từng đạo hủy thiên diệt địa khí tức theo ngũ sắc sơn bên trong truyền xuống giang giật phụ cận không gian đều bị chấn áp hắn càng không có cách nào di động chạy trốn hừ nhìn qua ba mặt đánh ra mấy chục kiện tiên bảo mấy chục đạo tiên thuật công kích giang giật hừ lạnh một tiếng không cách nào chạy trốn hắn tự không chạy duỗi ra hai tay kết xuất các loại pháp ấn khống chế đã sớm dung hợp chúa tể uy năng ngưng kết ra các loại công kích phân biệt chấn áp uống hắn đầu tiên là khống chế một đoàn chúa tể uy năng hướng không trung đập tới, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, từng đạo kinh khủng vết nứt không gian hướng không trung lan tràn mà đi, cái này vết nứt không gian sau ngũ sắc sơn đẻ xuống xuất hiện khe hở càng lớn, càng dọa người. Oanh, Giang giật mặc dù nhìn cái gì cũng không làm, nhưng một đạo nổ thật to âm thanh nổ vang, ngũ sắc sơn tại trọng tài đại nhân bọn người ngạc nhiên ánh mắt dưới hung hăng bị nện hướng không trung. Chân áp, Giang giật hai tay tiếp tục kết xuất pháp ấn, khống chế chúa tể uy năng trấn áp phụ cận không gian cùng thiên địa chi lực. Mọi người tiên thuật công kích đều là dựa vào thiên địa chi lực, thiên địa chi lực đều bị trấn áp, tiên thuật tự nhiên là toàn bộ băng tán. Nhất lực phá vạn pháp, đây chính là chúa tể uy năng cường đại, đây cũng là tôn sứ có thể bao trùm tại sở hữu thiên tiên phía trên nguyên nhân. Không chỉ là tiên thuật, ngục sứ đại nhân phán quan bút, tống dư trật lực thước, lực hoài chấp pháp tiên toàn bộ bị trấn áp không động được. Chết, giang giật quát lớn, thân thể bắn tới, một tay đối bên trái đằng trước đột nhiên đánh ra một trường. Ngục sứ đại nhân bên phải phía trước, trọng tài đại nhân tại ngay phía trước, giang giật không muốn thương tổn ngục sứ đại nhân, chỉ có thể cầm bên trái tống dư cùng lực hoài chút giật. rầm dầm dầm, tống dư cùng lực hoài phía trên tầng không gian tầng vỡ ra, từng mảnh sụp đổ, mấu chốt là hai người còn không cảm ứng được chúa tệ uy năng, không biết giang giật là thế nào công kích. Chỉ cảm thấy giang giật kết mấy cái pháp ấn, sau đó phía trên không gian tự vỡ ra, sụp đổ, thân thể của bọn hắn đều không động được, sau đó chơ mắt nhìn xem từng đạo mang theo hủy thiên diệt địa vô hình năng lượng nghiền ép mà xuống. Chúa tể uy năng, trọng tài đại nhân kinh hô lên, hắn cách tôn sứ chỉ có tranh lệch nửa bước, mặc dù không thể triệu tập chúa tể uy năng, nhưng đã có thể miễn cưỡng cảm ứng được. Hắn nhìn qua gian giật đầy mắt hãi nhiên, gian giật chẳng lẽ đã đạt tới tôn sứ cảnh giới nếu không làm sao có thể triệu tập nhiều như vậy chúa tể uy năng, khó trách thanh hà nhẹ nhõm bị giết, chúa tể uy năng nghiền ép thiên tiên quá dễ dàng. Dầm dầm dầm, lực hoài cùng tống dư bị hung hăng đập xuống, sơn băng địa liệt, phụ cận mấy cái thượng tiên liên quan bị nghiền ép mà chết. Lực hoài cùng tống dư toàn thân máu thịt be bét, cũng không biết sống hay chết. Lui, trọng tài đại nhân quát lớn, hắn cực lực tránh ra khỏi chúa tể uy năng chân áp, đem ngũ sắc sơn triệu hồi, lần nữa đối giang giật chân áp tới. Hắn muốn khiến cho giang giật triệu tập chúa tể uy năng công kích ngũ sắc sơn, từ đó làm cho tất cả mọi người có thể an toàn rút lui. Uống, ngũ sắc sơn uy lực dọa người, giang giật như bị chấn áp, nhục thân tuyệt đối gánh không được, không có cách nào chỉ có thể đánh trước ra chúa tể uy năng đập bay ngũ sắc sơn. Ba mặt các thượng tiên lập tức hoảng sợ lui lại, ngục sứ đại nhân lui đến càng nhanh, giang giật không phải có thể khống chế một tia chúa tể uy năng, mà là có thể khống chế rất nhiều. Giang giật chiến lực có thể miễn cưỡng so tôn sứ, hắn đã không thể đối đầu, rút đi ai cũng không thể nói hắn cái gì. Hiu, trọng tài đại nhân lại không lui, ngược lại hướng tống dư cùng lực hoài bay đi hắn có thể cảm ứng được hai người còn có một hơi còn có tiên linh kính không thể không mang đi hắn chỉ có mạo hiểm một lần hừ giang giật đã nhận ra trọng tài đại nhân ý đồ hắn đôi mắt nhất chuyển cũng không có đem ngũ sắc sơn đánh tới hướng không trung mà là theo bên cạnh công kích ngũ sắc sơn hướng trọng tài đại nhân cùng lực hoài tống dư đập tới không được trọng tài đại nhân phát hiện vết nứt không gian từ bên này lan tràn mà đến một đoàn năng lượng kinh khủng đánh tới cũng không dám lại đi cứu lực hoài cùng tống dư chỉ có thể cưỡng ép thay đổi thân thể lui nhanh oanh thể tích cũng không tính đại lại so một trăm tòa núi cao còn nặng hơn ngũ sắc sơn hung hăng đập xuống đất đem mặt đất ném ra một cái nhìn không thấy đáy hố sâu còn có đạo đạo khe rãnh vỡ ra hướng phương xa lan tràn còn như lực hoài cùng tống dư thì bị ngũ sắc sơn thẻ thành thịt nát tiên linh kính quang mang lấp lánh thoáng cái chia năm xẻ bảy ông tại tiên linh kính vỡ ra về sau không chung không gian chấn động thiên địa chi lực hội tụ, tiếp lấy một tấm gương mặt khổng lồ ngưng hiện. Trọng tài đại nhân bọn người quét qua toàn bộ kích động oán giận, hắn một bên lui nhanh một bên quát khẽ nói, bàn hoàng đại nhân, mời hỗ trợ chém giết nghịch tặc. Bàn hoàng tôn sử, đây là đông điện một vị tôn sứ đại nhân, cũng là xếp hạng thứ nhất tôn sứ. Tiên linh kính đã từng liền là hắn chấp trưởng bảo vật, đằng sau hắn trở thành tôn sứ đem tiên linh kính ban cho đội chấp pháp, nhưng tiên linh kính còn có lưu hắn một tia thần niệm. Tiên linh kính phá toái, hắn tự nhiên sẽ hiểu, trước tiên ngưng tụ phân thân hình chiếu tới. Ngươi là người phương nào vì sao phá hủy tiên linh kính A? Lực hoài cùng tống dư bị giết là ngươi giết, kia hư ảnh gương mặt khổng lồ rất là uy nghi, nhìn lướt qua về sau, phát ra một đạo trầm muộn thanh âm. Vị này tôn sứ rất nhiều năm không có hiện thế, một mực tại bế quan, đoán chừng không biết gần nhất chuyện xảy ra bên ngoài. Tôn sứ ra, còn ra tới tôn thứ nhất dùng giang giật tại tiên ma sơn ngược lại là nghe nói qua vị này tôn sứ danh hào, bất qua tôn sứ bản tôn chưa hề đi ra chỉ xuất tới một cái phân thân hình chiếu giang giật ngược lại cũng không phải quá e ngại hắn dừng một chút lạnh giọng nói ra không sai hai người này là ta giết tiên linh kính cũng là ta hủy đi tôn sứ đại nhân ngươi muốn xuất thủ giết ta sao tiên thể đều không có ngưng tụ bàn hoàng tôn sử quét giang giật một chút nhẹ nhõm dò xét đến giang giật tình huống hắn cảm ứng tình huống chung quanh một hồi lần nữa ngạc nhiên nói ra ngươi hiểu được dùng chúa tệ huy năng Giang giật nhún vai một cái nói, không cẩn thận học sẽ, dùng còn không thuần thục. Trọng tài đại nhân ngục sứ đại nhân ngượng ngùng nháy nháy mắt, rất nhiều thượng tiên càng là nổi lên bạch nhãn. Cái gì gọi là không cẩn thận học hội đây chính là tôn sứ mới hiểu trí cường lực lượng, một cái tu luyện mấy chục năm phàm nhân không cẩn thận liền học được cái này khiến bọn hắn những này tu luyện mấy chục vạn năm mấy trăm vạn năm lão ra hỏa làm sao chịu nổi. Bàn hoàng tôn sử trầm mặc một lát, cùng trọng tài đại nhân giao lưu truyền âm một phen, hắn trầm giọng nói ra, mặc dù ngươi hiểu được chúa tể huy năng, xem như khoáng thế kỳ tài. Nhưng, tam đường hội thẩm định ngươi tội chết, sau ngươi lại đánh giết ba vị thiên tiên, đông đảo thượng tiên, hủy đi tiên linh kính. Bản tọa chỉ có ban thưởng ngươi chết một lần, bản tọa trăm vạn năm không có xuất thủ, hôm nay để ngươi nhìn xem chúa tể huy năng hẳn là dùng như thế nào. Ông, bàn hoàng tôn sử tấm kia gương mặt khổng lồ biến mất, tiếp lấy ngưng tụ một cái cử đại thủ trưởng nơi tay trưởng xuất hiện lúc phương viên vạn lý chúa tể uy năng đều bị hấp thu ngưng tụ. Đại thủ trưởng ngưng kết thành công lúc bốn phía không gian lập tức sụp đổ, trong lòng bàn tay lan tràn ra tới khí tức để toàn bộ thượng tiên cảm giác được run sợ, run chân. Bàn tay này, Giang giật nhìn chằm chằm bàn tay kia sắc mặt đại biến, nội tâm hiện lên trí mạng báo động. Tôn thứ nhất dùng quá quá mạnh, mặc dù bản tôn không đến, chỉ là một cái phân thân hình chiếu ngưng tụ một đạo công kích liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn. Trốn, Giang giật không có chút gì do dự quay người liền muốn đào tẩu, tại hắn quay người lúc mới giật mình, tựa hồ. Hắn đã không đường có thể trốn, chương 2222, rơi vào Đông Uyên. Không trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ, trốn cũng là chết. Giang giật não hải điên cuồng vận chuyển trong nháy mắt quyết định được chủ ý, chân sau một điểm hướng sau lưng cuồng bạo phóng đi. Phía sau hắn không xa liền là tiên vực phía đông cuối cùng, thiên tiên đều nghe tin đã sợ mất mật đông uyên. Oanh, đại thủ trưởng ầm vang nện xuống hư không băng liệt bất quá nện vào một nửa đại thủ trưởng tiêu tán bởi vì giang giật thân thể đã như một cái rơi vào trong biển rộng tiểu thạch đầu nhảy vào đông uyên thẻ không thẻ đã không có ý nghĩa bàn hoàng tôn sử rút về công kích một lần nữa ngưng tụ khuôn mặt nhảy vào đông uyên bàn hoàng tôn sử lạnh lùng nói một tiếng sau đó tự nhủ liền xem như bản tôn tiến vào đông uyên chỗ sâu đều phải chết người này hẳn phải chết không nghi ngờ việc này dừng ở đây đi bàn hoàng tôn sử hư ảnh tiêu tán bốn phía khôi phục bình tĩnh mọi người nhìn qua lôi điện rủ xuống khí tức cuồng bạo đen nhánh đông uyên hai mặt nhìn nhau giang giật dám nhảy vào đi người này lá gan quá tốt đẹp lớn không bằng hắn không nhảy đi xuống cũng là chết kết cục đều như thế đông uyên kinh khủng trong lòng mọi người đã là thay đổi một cách vô tri vô giác động lại nhiều năm tại sở hữu thượng tiên thiên tiên trong lòng nơi này là tuyệt đối không thể đi vào mà tại giang giật trong lòng nhảy vào nơi này còn có thể có một tia đường sống tự nhiên sẽ lựa chọn cái sau Ai, ngục sứ đại nhân khẽ thở một hơi, bác điện thật vất vả tìm tới một nhân tài, lại bị hắn phế đi. Bị đặc tôn xử tại hồng mông thế giới không có đánh giết giang giật, đưa vào tiên ma sơn, hắn nhưng không có xem thật kỹ hộ, dẫn đến sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản, hắn có chút đau đầu không biết nên làm sao đi gặp bị đặc tôn xử. Hiu, phía tây bầu trời một đạo cuồng phong gào thét mà đến, đều không nhìn thấy tàn ảnh vừa mới còn tại ngoài vạn giặc, mấy cái chớp mắt đã đến trước mắt mọi người ngưng tụ ra một cái khôi ngô vĩ ngạn nam tử tham kiến long dương tôn sử trọng tài đại nhân cùng ngục sứ đại nhân cuống quýt khom người hành lễ còn lại các thượng tiên thì nhao nhao một gối quỳ xuống long dương tôn sử liếc nhìn giữa sân lạnh giọng hỏi nghịch tặc đâu trọng tài đại nhân chỉ vào đông uyên nói bàn hoàng đại nhân xuất thủ giang giật nhảy vào đông uyên đáng tiếc tống dư cùng lực hoài bị giang giật giết tiên linh kính cũng hủy Trọng tài đại nhân đem sự tình giải thích cặn kẽ một lần, Long Dương Tôn xử sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn vẫn là đến chậm một bước. Sớm biết nhận được tin tức hắn tự đích thân tới, cũng không trở thành để thanh hà tống dư lực hoài chết thảm, còn dẫn đến tiên linh kính vỡ vụn, cái này đến bảo tiên vực thế nhưng là chỉ có một khối A. Hừ hừ, hắn lạnh lùng hừ một cái, giang giật nhảy vào đông uyên khẳng định bị rào sát, nội tâm của hắn có khí đều không chỗ phát thiết, hắn nổi giận hướng đông uyên bay đi nghĩ ném ra mấy trưởng phát thiết một chút nộ khí dầm rầm rầm, hắn dẫn động chúa tể uy năng đối đông uyên nổi giận ném ra mấy trưởng lần này mặt mũi của hắn thế nhưng là ném đi được rồi sẽ trở thành tiên vực chúng tiên trò cười về sau các thượng tiên đều sẽ truyền tụng năm đó hồng mông thế giới ra một phàm nhân hung hăng đánh một cái tôn sứ mặt đánh chết mấy cái thiên tiên a à, đột nhiên hắn lông mày nhíu lại trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc hắn thì thào làm sao có thể rơi vào đông nguyên làm sao có thể còn có thể sống cái này, cái này, cái này. Long Dương Tôn Sử liên tục nói ba cái cái này chứ, biểu lộ nội tâm của hắn chấn kinh, một đám thượng tiên toàn bộ hai mặt nhìn nhau. Ngục sứ đại nhân cùng trọng tài đại nhân liếc nhau, hai người bay vụt mà đến, ngục sứ đại nhân chắp tay hỏi, đại nhân, ngài nói. Giang giật còn sống, trọng tài đại nhân thần thức liếc nhìn đông nguyên phía dưới, dò xét mấy lần mơ hồ nói ra, không thể nào, như thế cuồng bạo năng lượng, ta cảm giác tiến vào đều hẳn phải chết không nghi ngờ, giang giật làm sao có thể còn sống. Còn sống, Long Dương Tôn Sử rất khẳng định nói ra, sinh mệnh khí tức của hắn bản tỏa rất quen thuộc, phía dưới còn có nhàn nhạt sinh mệnh khí tức tồn tại, giang giật tuyệt đối còn sống. Đồng uyên bên trong các loại năng lượng nhiễu loạn cuồng bạo, Long Dương Tôn Sử thần thức không cách nào dò xét quá xa. Nhưng hắn có thể thông qua chúa tể uy năng cảm ứng xuống mặt tình huống, tính mạng con người khí tức đặc biệt đặc thù, hắn đơn giản cảm ứng được, hắn có thể kết luận là giang giật sinh mệnh khí tức. Một đám thượng tiên rộng tới, đứng tại bên vách núi, nhìn qua đen nhánh Đông uyên nhao nhao tắc lưỡi. Người này là cửu mệnh miêu sao trong lịch sử có thiên tiên rơi vào qua đông uyên, cuối cùng lại lập tức bị rào sát. Bàn hoàng tôn sử đã từng cũng từng tiến vào đông uyên, nhưng rất nhanh liền đi lên, công nhiên nói hắn dám xâm nhập chỉ có một con đường chết, trừ phi thiên tôn ai cũng không thể tiến vào. Đáng tiếc tiên linh kính bị hủy, nếu không giờ phút này có thể dò xét thoáng cái giang giật tình huống cụ thể, mọi người đứng tại vách đá có chút không biết làm sao. Đông Uyên quá kinh khủng, coi như trọng tài đại nhân cũng không dám xuống dưới dò xét, Chứ nói chi là phổ thông thượng tiên. Ta đi dò xét thoáng cái, Long Dương tôn sử nghĩ nghĩ trầm giọng nói, nơi này nguy hiểm như thế, luôn không khả năng để trọng tài đại nhân bọn hắn đi xuống chịu chết a à, chỉ có thể hắn tự mình xuất thủ. Hưu, Long Dương tôn sử bên ngoài thân ngưng kết ra một tầng nhàn nhạt màng mỏng vòng bảo hộ, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía dưới bắn vào toàn bộ thượng tiên cùng trọng tài đại nhân bọn hắn đều nội tâm bắt đầu thấp thỏm không yên cảm giác sự tình phát triển đã vượt qua bọn hắn nắm trong tay giang giật rơi vào đông uyên đều có thể không chết ai còn có thể giết chết hắn chẳng lẽ muốn mời được thiên tôn sao long dương tôn sử xếp hạng thứ ba mọi người đối với hắn thực lực không có nửa điểm chất vấn nhưng sự tình phát triển ra hồ mọi người ngoài ý liệu trọng tài đại nhân suy nghĩ một chút vẫn là hạ lệch người tới đưa tin trở về đem nơi này sự tình truyền báo cho tất cả tôn sứ mời bọn họ định đoạt Trọng tài đại nhân không có quyền liên hệ Đông Điện cùng Bắc Điện Tôn Sứ, dứt khoát cũng không liên hệ Tây Điện Tôn Sứ, phái người đưa tin trở về. Còn bốn vị Tôn Sứ tới hay không, liền là chuyện của bọn hắn, hắn chỉ phụ trách đem nơi này sự tình truyền đạt đi lên. Đông Nguyên phụ cận tự có một cái truyền tống trận, một cái đội chấp pháp thành viên trực tiếp đi truyền tống trận truyền tống về thiên đình, truyền báo ba điện. Đội chấp pháp thành viên vừa trở về, tin tức lập tức truyền ra, toàn bộ thiên đình sôi trào. Tống Dư cùng Lực Hoài chết rồi, Giang giật rơi vào Đông Uyên, giờ phút này thế mà còn chưa có chết. Rất nhiều thượng tiên lập tức truyền tống sang đây xem náo nhiệt, một vài thiên tiên nghe tin lập tức hành động. Việc này huyên náo lớn như vậy, các vị tôn sứ khẳng định sẽ xuất động, Giang giật đã rơi vào Đông Uyên, bọn hắn xem náo nhiệt có thể có cái gì nguy hiểm. Các thượng tiên có được dài rằng giặc sinh mệnh, tiên vực quá bình tĩnh, một đám các thượng tiên đều rảnh đến nhức cả trứng. Thật vất vả phát sinh chuyện lớn như vậy tự nhiên đều chen chúc mà đến xem náo nhiệt, cũng coi là chứng kiến lịch sử. Tây Điện hai vị tôn sứ rất mau ra động, bàn hoàng tôn sứ tự mình xuất quan truyền tống tới, đằng sau bị đặc tôn sứ đồng dạng xuất quan dẫn người tới Đông Uyên, bao quát một chút còn tại thiên tôn nhai tu luyện thiên tiên đều chạy tới. Thiên tôn nhai 300 năm mở ra một lần, thiên tiên bọn họ có thể thay phiên đi vào, lãng phí một lần cũng không tính là gì. Lần này sở hữu tôn sứ xuất động khó được có cơ hội xem các đại nhân vật xuất thủ, tự nhiên không thể bỏ qua. Ông ong, Đông Uyên, Thiên lương sơn phụ cận mấy cái truyền tống tiên trận liên tục không ngừng quang mang lấp lánh, một chút ẩn thế không ra tán tiên đều đến đây. Chỉ là nửa cái lúc thần Đông Nguyên phụ cận tự hội tụ hơn một vạn thượng tiên, còn có rất nhiều thượng tiên vẫn còn tiếp tục chạy đến, thiên tiên tán tiên tới hơn 20 cái, ngũ đại tôn sứ tể tụ Đông Nguyên. Thượng tiên tụ tập, cường giả hội tụ, lần này xem như tiên vực trăm vạn năm đến đệ nhất rầm rộ, lần trước nhiều như vậy thượng tiên thiên tiên hội tụ, còn là bởi vì trăm vạn năm trước xếp hạng thứ năm tôn sứ đột phá chương 2, 2223, nhất định muốn giết chết. Tứ đại tôn sứ vây quanh ở Đông Uyên bên ngoài, phụ cận có một đám thiên tiên đi theo, thượng tiên chỉ dám nhìn xa xa. Tán tiên bọn họ càng sẽ không tới gần, dù sao việc không liên quan đến mình, bọn hắn chỉ là đến xem náo nhiệt. Bàn hoàng tôn sử không có mạo muội xuống dưới, đã Long Dương tôn sử đã đi xuống, bọn hắn đều chuẩn bị các loại chờ, Long Dương tôn sử dò xét một chút tình huống lại nói. Ngũ đại tôn sứ đều hội tụ, giang giật còn có thể lật trời không thành bọn hắn đều có thể cảm ứng được long dương tôn sử khí tức có thể cảm ứng được giang giật sinh mệnh khí tức phía dưới rất bình tĩnh bốn vị tôn sứ đều kiên nhẫn chờ đợi bàn hoàng tôn sử một tấm cứng nhắc trên mặt cũng không có quá nhiều thần sắc bất quá nhãn thần có chút lạnh vừa rồi hắn nói rõ giang giật hẳn phải chết không nghi ngờ lại không nghĩ rằng giang giật lập tức dùng sự thực đánh hắn một bàn tay cái này khiến nội tâm của hắn thầm giận không thôi hắn sống gần ngàn vạn năm đã có rất ít chuyện để hắn tức giận giang giật việc này huyên náo quá lớn đều để hắn có chút không cách nào xuống đài. Bỉ đặc tôn sử cũng giống như thế, mặt không biểu tình, nội tâm lại là vô cùng phức tạp. Hắn đối giang giật là vừa yêu vừa hận, yêu kỳ tài cùng tính cách, hận hắn bất tranh khí, không hiểu được ẩn nhẫn. Hồng mông thế giới sự tình, lúc đầu theo thiên quy giang giật hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn thêm vào giang giật một mạng, ném đi tiên ma sơn phục dịch trăm vạn năm, vốn chính là nghĩ ma luyện thoáng cái giang giật tính tình, quay đầu làm vào bắc điện. Bắc điện chỉ có một vị tôn sứ, từ trước cùng đông điện cố ý khí chi tranh, huyên náo túi bụi. Đông điện có hai cái tôn sứ, một cái còn xếp hạng thứ nhất, bắc điện ở vào yếu thế bị ép tới không ngóc đầu lên được. Giang giật tu luyện ra chúa tể uy năng, mặc dù khi đó phi thường yếu, nhưng chỉ cần có thể nắm giữ một tia, quay đầu tu luyện mấy chục vạn năm, tôn sứ vị trí trốn không thoát. Mà lại giang giật quá trẻ tuổi, tiền đồ bất khả hạn lược, nói không chừng năng lực áp bàn hoàng trở thành tôn thứ nhất dung, đến lúc đó bắc điện liền có thể mở mày mở mặt. Đáng tiếc, hắn chỉ là một đoạn thời gian không chú ý, giang giật lại náo động lên đại sự. Vốn là cùng thanh học tranh đoạt địa bàn không tính là gì, đoạn thời gian kia hắn sẽ đi thiên tôn nhai, tự không có để ở trong lòng. Thẳng đến đằng sau giang giật giết chết thanh cổ, muốn tam đường hội thẩm hắn mới coi trọng, nhưng hết thảy đều đã muộn, sự tình phát triển đã vượt qua hắn trưởng khống bên ngoài. Hắn muốn giúp giang giật cũng không thể, giết ba cái thiên tiên, bắc điện chi chủ đều rất khó bảo trụ giang giật, còn lại hai vị điện chủ khẳng định lại có ý kiến. Tây Điện hai vị tôn sứ ngược lại là cũng không có quá nhiều ý nghĩ, tựa như chỉ là một kiện không đáng nhắc đến việc nhỏ. Tây Điện chi chủ là cái thứ nhất đột phá thiên tôn, địa vị còn tại đó, dẫn đến Tây Điện trở nên không tranh quyền thế, một mực bảo trì trung lập, mặc kệ Đông Điện cùng Bắc Điện sự tình, an tâm tu đạo. Hai vị tôn sứ một cái xếp hạng đệ tứ, một cái xếp hạng thứ năm, nhưng không ai dám xem nhẹ bọn hắn. Bởi vì hai cái này tôn sứ một mực điệu thấp, chưa từng đi tranh danh lợi xếp hạng đệ tứ đêm ma tôn dùng đã mấy trăm vạn năm không có xuất thủ, ai cũng không biết hắn thực lực như thế nào. Có thượng tiên hoài nghi cái bài danh này căn bản cũng không chính xác, đêm ma tôn dùng chân thực chiến lực không nói xếp số một, đệ nhị cũng không có vấn đề. Thời gian từ từ trôi qua, thiên tiên bọn họ nội tâm đều bắt đầu thấp thỏm không yên, cái này đều đi qua nửa canh giờ, đi dò xét cần lâu như vậy thời gian sao. Bốn vị tôn sứ đều không có mở miệng, điều này nói rõ ràng giật còn sống, có thể tại Đông Uyên bên trong sống trên nửa canh giờ, đây có phải hay không là? Đại biểu Giang Giật có thể tại Đông Uyên một mực ẩn núp xuống dưới A. Hưu lần nữa qua thời gian một nén nhang, một đạo màu vàng lưu quang bay vụt mà lên, tại bốn vị tôn sứ phía trước ngưng tụ thành hình, một đám thiên tiên cùng thượng tiên liền vội vàng hành lễ, Long Dương tôn sử trở về. Bàn hoàng tôn sử trầm giọng hỏi, Long Dương, tình huống như thế nào? Long Dương tôn sử liếc nhìn mọi người một vòng về sau, khe khẽ thở dài nói, tiểu tử này quá tà môn, thế mà ẩn núp tiến vào đông uyên chỗ sâu. Ta vốn muốn đi đánh giết hắn, nhưng hắn một mực hướng chỗ sâu bỏ chạy, kia chỗ sâu nhất quá kinh khủng, ta chỉ có thể lui ra ngoài. Ách, bốn vị tôn sứ liếc nhìn nhau, đôi mắt chỗ sâu đều là ngạc nhiên, tự liền tây điện hai vị này đều động dung. Cái này đông uyên năm người tất cả đi xuống qua, chỗ sâu nhất bọn hắn đồng dạng đi vào qua, nhưng năng lượng quá cuồng bạo, bọn hắn cũng không dám mạo hiểm hiểm toàn bộ lui ra ngoài hoàn toàn chính xác tà môn. Bàn hoàng tôn sử con người lấp lóe, có chút nghĩ không thông, giang giật dựa vào cái gì tại đông uyên bên trong bình yên tiềm hành. Hắn tiên thể đều không có ngưng tụ, dựa vào cái gì kháng trụ những cái kia bạo động thiên địa chi lực cùng chúa tể uy năng. Chẳng lẽ, cùng hắn cái kia kỳ dị không gian có quan hệ, bị đặc tôn sử hồ nghi nháy nháy mắt, giang giật cái kia kỳ lạ không gian hắn không phải hiểu rất rõ. Bởi vì thế giới kia đều không thành hình, bị đặc tôn sử tựu không nhiều để ý, cho rằng Giang Giật phát hiện một cái kỳ dị không gian, dưới cơ duyên xảo hợp luyện hóa cái này không gian. Nghĩ đến, cái kia không gian nghi điểm rất nhiều, chỗ khác thường cũng rất nhiều. Giang Giật có thể có được chúa tể uy năng rất có thể cùng cái kia kỳ dị không gian có quan hệ, có thể tại Đông Uyên bên trong mặc đi càng làm cho hắn kinh nghi. Bất quá những tình huống này, bị đặc tôn sử không có ý định nói cho còn lại bốn vị tôn sứ. Bởi vì tình huống cụ thể chính hắn đều không phải là rất rõ ràng, lại thêm việc này nói ra cũng là hắn thất trách giống như hắn nói giang giật trước đó tự hiểu chúa tể uy năng kia đằng sau chuyện phát sinh hắn tự có không thể trốn tránh trách nhiệm hắn không nói dù sao bàn hoàng tôn sử cùng long dương tôn sử sẽ đích thân bắt việc này hắn coi như xem náo nhiệt chính là tây điện hai vị tôn sứ đồng dạng không có ý lên tiếng ánh mắt nhìn qua bàn hoàng tôn sử nói rõ muốn nhìn hắn biểu diễn bàn hoàng tôn sử nghĩ nghĩ trầm giọng nói ra long dương hai người chúng ta đi vào một chuyến đi nhìn xem có thể hay không đánh giết giang giật Tốt, Long Dương tôn sử tinh thần nhất chấn, hắn tựu không có trông cậy vào bỉ đặc tôn sử cùng Tây Điện hai vị tôn sứ, bàn hoàng tôn sử tự mình xuất thủ còn có cái gì vấn đề hai người tìm tới giang giật bàn hoàng tôn sử xuất thủ nhẹ nhõm liền có thể đánh giết. Hưu, hai vị tôn sứ bay vụt mà xuống, hóa thành hai đạo lưu quang biến mất tại đen nhánh đồng uyên bên trong. Bỉ đặc tôn sử cùng hai vị Tây Điện tôn sứ an nhiên ở trên vách đá đứng đấy, chờ lấy hai người trở về. Dầm dầm dầm, không có qua quá lâu, phía dưới truyền đến từng đạo trầm muộn tiếng oanh minh phía trên thiên tiên bọn họ lập tức hưng phấn lên khai chiến sao đã hai đại tôn sứ đều xuất thủ đoán chừng giang giật rất nhanh có thể bị chém giết a à. trọng tài đại nhân bọn người thần thức lập tức hướng phía dưới quét tới đáng tiếc đông uyên bên trong năng lượng quá cuồng bạo bọn hắn thần thức chỉ có thể dò xét trăm giảm đừng nói tìm tới giang giật cùng hai vị tôn sứ tự liền không gian ba động đều dò xét không đến nhất định muốn giết chết nhất định muốn giết chết a à. Đông Uyên phía nam một cái cự thạch đống về sau, nguyên hình sử đại nhân cổ cương ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Đông Uyên phía dưới cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Hắn cũng không dám ra ngoài trước mặt mọi người, bởi vì hắn cảm giác mọi người bao quát thượng tiên ánh mắt nhìn hắn cũng không giống nhau, mặc dù cũng không có quá rõ ràng, nhưng tuyệt đối có vẻ trào phúng. Trong khoảng thời gian này hắn đều không dám ra ngoài, nghe nói ngũ đại tôn sứ đều đi ra về sau, hắn mới nhịn không được lặng lẽ tới, hắn muốn tận mắt nhìn xem Giang giật chết, nhìn xem Giang giật hình thần câu diệt. Giang giật, ngươi yên tâm, cổ cương nhìn Đông Uyên phía dưới vài lần, u lãnh nói ra, đợi ngươi sau khi chết, bản tọa nhất định sẽ nghĩ biện pháp để các ngươi hồng mông thế giới diệt thế, đem ngươi cái kia trong không gian tất cả mọi người chém giết, không còn một mống. chương 2224, buộc hắn ra. rầm rầm rầm, Đông Uyên phía dưới còn tại không ngừng vang lên nói đạo tiếng oanh minh, đã kéo dài thời gian một nén nhang, bị đặc tôn xử bọn người liếc nhau, nhao nhao hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Giống như hai vị tôn sứ tìm được Giang giật khai chiến, Giang giật hẳn là lập tức sẽ bị giết a à vì sao muốn chiến đấu lâu như vậy giống như tìm không thấy Giang giật, bàn hoàng tôn sử bọn hắn oanh cái gì không có việc gì tại Đông Uyên dưới oanh lấy đùa mà. Dầm dầm dầm, lại qua thời gian một nén nhang, thế mà còn không có dừng lại ba vị tôn sứ nội tâm lên nồng đậm lòng hiếu kỳ. Bị đặc tôn xử nhìn qua đêm ma tôn dùng hai người hỏi, nếu không, chúng ta xuống dưới nhìn một cái. Tại cái này khổ đợi cũng nhàm chán, dù sao ba người không xuất thủ xuống dưới xem náo nhiệt cũng có thể a à lập tức ba người hóa thành ba đạo lưu quang lao xuống Đông Uyên. Đông Uyên phía trên náo nhiệt, từng bầy thiên tiên còn tốt, chỉ là khẩn trương chờ đợi. Từng bầy thượng tiên lại hiếu kỳ bắt đầu nghị luận ầm ý, thảo luận thế cục, các loại suy đoán. Giờ phút này các thượng tiên đã đạt đến hơn 3 vạn, nhiều người như vậy nghĩ khống chế chẳng diện yên tĩnh là không thể nào. Rất nhiều người suy đoán, Giang giật có phải hay không tại Đông Uyên dưới được cái gì nghịch thiên bảo vật an nếu không làm sao có thể cùng bàn hoàng tôn xử chiến đấu lâu như vậy giống như Giang giật có thực lực này, sớm tại tam đường hội thẩm liền có thể huyết tẩy một đám người, cũng không trở thành chạy trốn tới cái này. Còn có người suy đoán, Giang giật có phải hay không giấu ở cái gì hiểm địa bên trong, dẫn đến bàn hoàng tôn xử hai người vào không được, hai đại tôn sứ công kích lâu như vậy, là nghĩ phá vỡ cái kia hiểm địa. Các loại âm mưu luận, các loại phỏng đoán, Đông Uyên phía dưới biến thành phố xá sầm uất một chút thượng tiên giận mắng không ngừng, một chút thượng tiên hưng phấn không thôi, còn có một số thượng tiên thì cố ý đến xem náo nhiệt tràng diện. Dầm dầm dầm, đông uyên phía dưới một vùng tăm tối, tựa như vậy mực ban đêm, hóa giải không ra. Đến đông uyên phía dưới ngàn dặm về sau, phía trên rủ xuống lôi điện đã biến mất, phía dưới không có cái gì, chỉ có từng đạo vô hình phong tàn phá bừa bãi. Những này nghiêm chỉnh mà nói không phải phong, mà là cuồng bạo năng lượng, chúa tể uy năng cùng thiên địa chi lực dung hợp được sinh ra đặc thù năng lượng. Những năng lượng này ở bên trong gào thét càn quấy, bình thường thiên tiên xuống tới bị cái này gió thổi qua liền sẽ xé rách thành bột mịn. Hưu, ba đạo thân ảnh bay vụt mà xuống, bị đặc tôn xử ba người thân thể bên ngoài đều có chúa tể uy năng lưu chuyển hộ thể, nếu không sớm bị xé rách. Ba người trở thành tôn sứ nhiều năm, đối với chúa tể uy năng sử dụng lô hỏa thuần thanh, mặc dù phía dưới rất khủng bố, nhưng không phá nổi ba người phòng ngự. Đến nơi này, ba người thần thức đã không cách nào dò xét, bởi vì bốn phía năng lượng cuồng bạo, bọn hắn cũng không thể thông qua thiên địa chi lực chúa tể uy năng đi cảm ứng, sở dĩ không thể dò xét quá xa tình huống, chỉ có thể dựa vào con mắt xem, dựa vào lỗ tai đi nghe. Ba người lần theo bạo tạc đầu nguồn một đường bay đi, tốc độ bắt đầu trở nên chậm, dù sao đến nơi này năng lượng đã càng ngày càng cuồng bạo, không cẩn thận ba người sẽ chết không nơi táng thân. Tới gần, tới gần, ba người nhìn thấy phía dưới có hai bóng người, chờ sau khi thấy rõ lại đầy mắt ngạc nhiên. Bởi vì bàn hoàng tôn sử hai người ở phía dưới hơn 10 dặm sừng sững, bàn hoàng tôn sử đối phía dưới điên cuồng công kích, nhưng ba người cũng không nhìn thấy phía dưới có người. Hưu, ba người rốt cục đến bàn hoàng tôn sử phụ cận, liếc nhìn vài lần sau càng thêm ngạc nhiên. Bởi vì phía dưới năng lượng nhất là cuồng bạo, những năng lượng kia gần như hóa thành thực chất hóa, đoán chừng ba người xuống dưới hữu tử vô sinh. Khụ khụ, bàn hoàng tôn sử nhìn thấy ba người xuống tới, trên mặt có chút xấu hổ, Long Dương tôn xử trên mặt càng là thanh bạch đan sen. Ba người nhìn mấy lần đều hiểu, tình cảm là hai người không dám đuổi tiếp, sở dĩ chỉ có thể ở cái này loạn oanh mấy lần, tránh cho trên mặt tối tăm a. À. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải, thân là tôn thứ nhất dùng, bàn hoàng trước đó nhận định Giang giật hẳn phải chết, đằng sau Giang giật lại không chết. Cái này khó tránh khỏi sẽ bị người chê cười, hắn cùng Long Dương tôn xử xuống tới, lại không cách nào truy sát Giang giật giống như cứ như vậy xám xịt trở về hắn tôn thứ nhất dùng uy nghi ở đâu về sau còn thế nào thống soái vạn tiên nói trắng ra bàn hoàng tôn sử cầm giang giật không có cách sở dĩ diễn kịch cho phía trên thiên tiên các thượng tiên xem không nói hắn đánh chết giang giật chỉ ít chứng minh hắn xuất thủ cuối cùng bởi vì bị giang giật trốn vào đông uyên chỗ sâu nhất mới bất đắc dĩ lui ra ngoài quái thai a à, bị đặc tôn sử liếc nhìn phía dưới mơ hồ tại bạo loạn dòng năng lượng phía dưới nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người hắn tinh tế cảm ứng một phen hoàn toàn chính xác phát hiện giang giật sinh mệnh khí tức, giang giật tiềm phục tại phía dưới không sai. Vấn đề là, giang giật sao có thể tiềm phục tại đông nguyên chỗ sâu nhất hắn dựa vào cái gì tiềm phục tại như thế cuồng bạo dòng năng lượng bên trong, lại bình yên vô sự. Bị đặc tôn xử không nghĩ ra, những người còn lại đồng dạng không nghĩ ra, bàn hoàng lần nữa đánh mấy lần dứt khoát ngừng lại, cùng mọi người liếc nhau bất đắc dĩ hướng lên trên mặt bay đi. Còn lại bốn vị tôn sứ cũng bay đi lên, tại cái này không thể nói chuyện truyền âm, không tốt giao lưu nghĩ biện pháp. Tại năm người bay vụt mà lên về sau, phía trên náo nhiệt hơn, bàn hoàng tôn sử lãnh mâu nhìn lướt qua mới an tĩnh lại, trọng tài đại nhân đưa tới thấp giọng hỏi, đại nhân, tình huống như thế nào? Giang giật trốn vào đông uyên chỗ sâu nhất, chúng ta không tiến vào. Bàn hoàng tôn sử mập mờ suy đoán nói một câu, hắn lời này rõ ràng là muốn cho người lý giải sai lầm, cho là hắn truy sát một đoạn thời gian, giang giật may mắn trốn vào đông uyên chỗ sâu nhất, bọn hắn không thể đi vào, sở dĩ chỉ có thể lui về tới. Đông Nguyên chỗ sâu nhất, nơi xa rất nhanh truyền đến từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm, không ngừng người thấp giọng nghị luận lên. Ngũ đại tôn sứ cũng không dám tiến vào Đông Nguyên chỗ sâu nhất, Giang Giật lại có thể nhẹ nhõm tiến vào. Cái này, có phải hay không đại biểu Giang Giật so ngũ đại tôn sứ càng cường đại? Bị đặc tôn sử bọn người bay lên, bàn hoàng tiện tay vung lên làm một cái cách âm vòng bảo hộ, hắn mở miệng nói, chưa vì có biện pháp gì hay không giang giật một ngày chưa trừ diệt, tổn thương thế nhưng là toàn bộ tiên vực mặt mũi, chúng ta ngũ đại tôn sứ đồng dạng mất hết mặt mũi, đến mau chóng chém giết, nếu không tiên vực không yên. Long Dương tôn sử gật đầu nói, việc này chúng ta hẳn là mau chóng xử lý, nếu không ba vị điện chủ biết được, khẳng định hội gian dậy chúng ta. Bị đặc tôn sử cười khổ một tiếng nói, vấn đề là xử lý như thế nào đâu đông nguyên chỗ sâu nhất chúng ta cũng không dám đi vào, lại thế nào chém giết giang giật, Trừ phi mời điện chủ xuất thủ, tây điện hai vị tôn sứ nhẹ gật đầu, biểu thị bất lực, bàn hoàng tôn sứ lại lắc đầu nói, như thế việc nhỏ kinh động ba vị điện chủ, khẳng định sẽ bị trách tội, cũng sẽ chứng minh chúng ta không có năng lực, về sau còn thế nào yên tâm đem tiên vực giao cho chúng ta quản lý. Long Dương tôn sứ rất tán thành, trên thực tế việc này là hai người làm hư hại, hai người tự nhiên không muốn kinh động thiên tôn. Trong lúc nhất thời năm người cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể nhìn nhau không nói gì. Bên ngoài vây quanh thượng tiên càng ngày càng nhiều, trong năm người tâm dối rắm Đứng ở chỗ này không phải cái biện pháp a à, trở về cũng không phải biện pháp, chẳng lẽ lại một mực bỏ mặc giang giật mặc kệ, thời gian càng lâu năm vị đại nhân mặt càng đau a à. Hưu, phía nam một cái thiên tiên đột nhiên chạy như bay đến, đứng tại năm người bên ngoài chắp tay, đánh một cái có việc báo cáo thủ thế. Cổ cương, nhìn người nọ, năm vị tôn sứ đều có chút khó chịu, giang giật sự tình trước hết nhất liền là cổ cương náo ra tới, giờ phút này hắn còn dám tới gặp mọi người. Bàn hoàng tôn sử nghĩ nghĩ, tiện tay vung lên đem phía ngoài vòng bảo hộ mở ra phóng cổ cương vào đây, Long dương tôn sử lạnh giọng nói ra chuyện gì. Cổ cương cắn răng không người, cũng không có nói chuyện, mà là truyền âm cho Long dương tôn sử nói, đại nhân, thuộc hạ có biện pháp đem giang giật bước đi ra nhận lấy cái chết, giống như thiên tôn trách tội thuộc hạ nguyện một người gánh chịu. A à, Long Dương Tôn Sử nhíu mày nói ra, nói, cổ cương khóe miệng trở nên lạnh, tiếp tục truyền âm nói, đem hồng mông thế giới. Diệt thế, sau đó lại tìm tới giang giật khống chế một cái không gian, bắt được hắn thân nhân tộc người, buộc hắn ra. chương 2225, thấp kém thủ đoạn. Hồng mông thế giới diệt thế, Long Dương Tôn Sử bị cổ cương đề nghị dọa sợ, thiên quy có rõ ràng quy định không e rằng cho nên đánh giết người hạ giới. Đầu này thiên quy thế nhưng là xếp tại rất phía trước, nói rõ ba đại thiên tôn đối với việc này coi trọng. Giống như cái này thượng tiên đi đem một cái thế giới diệt thế, cái kia thượng tiên đi đem một thế giới khác diệt thế, thượng tiên nhiều như vậy, toàn bộ thế giới đã sớm đại loạn. Rất nhiều thượng tiên đều là hạ giới phi thăng, đến lúc đó các thượng tiên hội đại chiến, tiên vực đều sẽ bộc phát hỗn chiến. Đương nhiên, đối với tôn sứ tới nói, kỳ thật diệt thế cũng không tính đại sự, dù sao chỉ cần thế giới vẫn còn, mấy vạn năm hậu thế giới sẽ sinh ra mới sinh linh. Chậm rãi tiến hóa, mấy chục vạn năm sau thế giới này lại hội vạn tộc san sát, phồn vinh. Thiên quy liền là thiên quy, Long Dương Tôn Sử không muốn đi vi phạm, nhưng Giang giật trốn ở Đông Nguyên chỗ sâu nhất, có thể làm sao bọn hắn không dám tiến vào A. Giang giật sống lâu một ngày, mặt của bọn hắn liền sẽ đau một ngày, tiên vực liền sẽ dung chuyển một ngày. Long Dương Tôn Sử trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn về phía bàn Hoàng Tôn Sử muốn đem cổ cương truyền âm cho hắn. Bị đặc Tôn Sử bọn người không vui, đã các người mấy cái cuối cùng một chỗ vụng trộm mạc mạc thương nghị, bọn hắn còn lưu tại cái này làm gì. Bị đặc tôn sử cùng Tây Điện hai vị tôn sứ liếc nhau, bị đặc tôn sử mở miệng nói, ba người chúng ta trở về nghĩ một chút biện pháp, nơi này sự tình hai vị trước xử lý xuống đi. Bàn hoàng phất phất tay, hắn tự không có trông cậy vào dựa vào ba người, ba người nếu không muốn quản, hắn cũng lười lưu. Các loại chờ bị đặc tôn xử ba người bay đi về sau, hắn còn vung tay lên truyền lời ra ngoài cho trọng tài đại nhân nói, làm cho tất cả mọi người tản, tại cái này lên cái gì lừa trọng tài đại nhân xua tan tất cả thượng tiên bàn hoàng lúc này mới nhìn qua long dương tôn sử hỏi tình huống như thế nào long dương tôn sử giải thích hai câu bàn hoàng tôn sử lập tức khoát tay nói tuyệt đối không được diệt thế việc này bị điện chủ biết rõ trách tội xuống chúng ta đều không chịu đựng nổi long dương tôn sử rất tán thành gật đầu nói nếu không không giết người bắt mấy người đi lên bức giang giật ra kỳ thật đối với hai vị tôn sứ tới nói coi như diệt sát một chút phàm nhân cũng không có gì, thậm chí. Đem hồng mông thế giới diệt thế cũng không có đại sự, chỉ là hội bị người nắm cắn thôi, đến lúc đó bị đặc tôn sử cầm việc này làm mưa làm gió. Bàn hoàng tôn sử trầm mặc xuống, đối với hắn mà nói cưỡng ép con tin là phi thường không có phẩm sự tình, dùng tính cách của hắn cũng không tiết phu làm, nhưng giang giật không ra, hắn có thể làm sao. Hắn trầm mặc một lát, phiền muộn phất phất tay nói, Long Dương, việc này chính ngươi xử lý đi, ta không muốn quản, giang giật giống như ra ngươi không đối phó được, thông báo tiếp ta một tiếng. Hưu, nói xong bàn hoàng bay thẳng đi, Long Dương Tôn Sử kéo ra khóe miệng, âm thầm có chút khó chịu. Bàn hoàng Tôn Sử cái này nổi vung đến rất sạch sẽ a, à, tất cả mọi chuyện đều ném cho hắn, xảy ra chuyện liền là hắn một người gây nên. Long Dương Tôn Sử nhìn qua bốn phía đi được sạch sẽ đám người trầm mặc xuống, trọn vẹn trầm tư gần nửa canh giờ mới mở miệng nói ra, "Cổ Cương, việc này ngươi toàn quyền phụ trách, ta cho ngươi điều người, ngươi lặng yên hạ giới." nhưng có một cái tiền đề không nên giết bất luận kẻ nào. Chỉ cần có thể bước ra giang giật, thủ đoạn ta mặc kệ, ta cho ngươi thời gian 10 ngày, chỉ cần được chuyện hình xử đại nhân vị trí vẫn là ngươi. Tốt, đa tạ đại nhân tín nhiệm, thuộc hạ định không phụ kỳ vọng. Cổ cương đại hỉ, hắn các loại liền là Long Dương tôn sử câu nói này. Hắn muốn giết chết giang giật, hắn muốn một lần nữa đoạt lại thuộc về hắn vinh quang cùng địa vị, hắn chỉ có binh đi hiểm chiêu. Việc này làm xong hình xử đại nhân vị trí hay là hắn, giang giật chết không có chỗ trôn làm không cẩn thận hắn kết cục khẳng định rất thảm hắn lựa chọn đánh cược một lần hắn thân bại danh liệt cũng không dám ra ngoài chúng thượng tiên trước mặt bình thường chỉ dám núp ở động phủ mình bên trong ra xem náo nhiệt đều chỉ có thể trốn ở thạch đầu sau loại ngày này hắn chịu đủ hắn tình nguyện chết đi cũng không muốn dạng này còn sống sở dĩ hắn lựa chọn cược đạt được long dương tôn sử duy trì về sau cổ cương lập tức quay trở về hình luật đường điều tập mấy trăm thượng tiên toàn bộ oanh oanh liệt liệt hạ giới Mặc dù Đông Uyên phụ cận đám người tản ra, nhưng toàn bộ tiên vực đều đang chăm chú việc này, cổ cương mang theo vài trăm người hạ giới làm sao có thể không kinh động ngoại nhân. Rất nhanh từng đạo tin tức truyền ra, tiên vực một mảnh hư thanh, loại thủ đoạn này rất nhiều thượng tiên đều chưa chẽn. Tất cả mọi người là đắc đạo thượng tiên, đều là nhảy ra tam giới, không tại ngũ hành, siêu thoát sinh tử tiên nhân. Vì chém giết một người, lại muốn đối hạ giới phàm nhân động thủ thủ đoạn này hoàn toàn chính xác thấp kém một chút. Bất quá, ngẫm lại chúng tiên phát hiện xác thực không có tốt hơn thủ đoạn, bàn hoàng tôn sử cũng không dám tiến vào đông uyên chỗ sâu nhất, trừ phi kinh động thiên tôn. Như thế một chuyện nhỏ, đi kinh động thiên tôn, các vị tôn sứ khẳng định không dám a. À. Thủ đoạn thấp kém một chút, cũng là thủ đoạn, chỉ cần có thể diệt sát giang giật, tiên vực liền có thể khôi phục lại bình tĩnh, tôn sứ vẫn là cao cao tại thượng tôn sứ. Lịch sử luôn luôn người thắng sửa, cái này thấp kém thủ đoạn cũng không ai dám nhắc lên, không phải. không mông thế giới rất bình tĩnh, Minh tộc đã sớm bị diệt, không còn một mống, mười mấy năm trôi qua, nhân tộc cùng yêu tộc khôi phục một chút nguyên khí. Giang giật mặc dù một mực chưa có trở về, nhưng dự uy vẫn còn, hồng mông thế giới không ai dám làm loạn. Suy suy, hư không bên trên, từng đạo cửa lớn màu vàng óng xuất hiện, tiếp lấy từng cái khí tức kinh khủng thượng tiên xuất hiện, cổ cương dòng dã mang theo 400 thượng tiên hạ giới. Cổ cương sau khi xuất hiện, thần thức giống như thủy triều phúc tán mà đi, rất nhanh liền quét mắt toàn bộ hồng mông thế giới, Cổ Cương dò xét một trận hạ lệnh, Tống Phù người mang hai mươi người đi Thiên Tiên Giới, đem tất cả nhân tộc khống chế tại Thiên Tiên Thành phủ cận, nhớ kỹ không được giết người. Long Bốn người mang hai mươi người đi Thiên Cô Giới, đem sở hữu yêu tộc tụ tập cùng một chỗ, nhớ kỹ không phải chém giết yêu tộc. Cổ Ngọc người mang hai mươi người đi Thiên Ma Giới, nghiêm thật người mang hai mươi người đi Thiên Cương Giới. Từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, bốn trăm thượng tiên phân tán ra, Cổ Cương tự mình mang theo mấy chục người đi Thiên Hồng Giới. Long Dương tôn xử cho hắn thời gian 10 ngày, mà lại chính mình cũng không có xuất thủ. Cổ cương không có cách nào tìm tới giang giật thế giới kia, chỉ có thể dùng xuống hạ sách, đem hồng mông thế giới tất cả mọi người vây tụ cùng một chỗ, sau đó bắt mấy cái cấp cao nhất phó giả đi tiên vực, đi bước giang giật ra. Ân, thiên hồng giới bên trong, đã khôi phục một chút phồn hoa, Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Ngoại bọn người ở tại cửu dương thành bên trong, cảm ứng được trên không từng đạo khí thức cường đại, toàn bộ đã bị kinh động, nhao nhao bay vụt mà lên hình sử đại nhân, nhiều ngày như vậy tiên nguy rồi. Do xét đến nhiều như vậy khí thức cường đại, ngụy Thiên Vương bọn người nội tâm trầm xuống, kẻ đến không thiện A. À. Ông, cổ cương trong mắt chợt lóe sáng. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp khống chế Ngụy Thiên Vương các loại chờ, một đám đại lão linh hồn, sau đó hắn quát lớn, truyền lệnh xuống, đem Thiên Hồng giới sở hữu nhân tộc tụ tập tại Cửu Dương thành phụ cận. Thượng Tiên Chi Uy, không ai dám ngỗ nghịch, Ngụy Thiên Vương bọn người bị khống chế từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, Tiếp lấy thiên hồng giới các đại thành trì đều bắt đầu chuyển động, vô số nhân tộc liên tục không ngừng truyền tống tới. Còn lại giới diện cũng giống như thế, nhân khẩu thêm giới diện đều có thượng tiên phân biệt đi khống chế, Thiên Phượng đại đế bọn người trong nháy mắt tựu bị khống chế, cấp thấp yêu tộc ai dám kháng cự? 7 ngày, chỉ là 7 ngày thời gian, hồng mông thế giới vượt qua 8 thành nhân tộc yêu tộc bị các thượng tiên khống chế, đương nhiên vạn tượng tiểu giới các thượng tiên không ở tại bên trong, dù sao vạn tượng tiểu giới rất rất nhiều. Không sai biệt lắm. Nhận được tin tức về sau, cổ cương nhẹ gật đầu, hắn phân biệt đưa tin cho những cái kia thượng tiên nói, tất cả mọi người ta mệnh lệnh, giống như Ngọc Phù vừa vỡ, liền đem các người khống chế nhân tộc yêu tộc toàn bộ. Chém giết, ông, cổ cương mang theo thiên phượng đại đế thần sư tử đại đế ngụy thiên vương vân thiên vương tiến vào tiên vực đại môn, biến mất tại hồng mông thế giới. chương 2226, Đông Uyên bí mật. Đông Uyên phía dưới rất yên tĩnh, năng lượng mặc dù cuồng bạo, nhưng không có bất kỳ cái gì thanh âm nơi này một mảnh đen kịt giang giật có loại trở lại năm đó ác ma thâm uyên cái kia băng hồ bên trong cảm giác hắc làm cho người khác tim đập nhanh cũng may nơi này không lạnh giang giật nội tâm ngược lại còn rất nóng bởi vì hắn thành công còn sống lựa chọn của hắn là đúng hắn nhảy vào đông uyên đưa tử địa tại hậu sinh cái này đông uyên bên trong cuồng bạo năng lượng cũng không thể rảo sát hắn hắn ẩn núp tới đông uyên chỗ sâu nhất tự liền bàn hoàng tôn sử cũng không dám vào đây địa phương kỳ thật giờ phút này giang giật cũng rất hồ nghi bởi vì hắn cái gì cũng không làm cứ như vậy rơi vào xuống tới những cái kia cuồng bạo năng lượng đều không thể tổn thương hắn coi như giờ khắc này ở đông uyên chỗ sâu nhất đồng dạng không cách nào tổn thương hắn hắn mở to hai mắt nhìn qua bốn phía cảm ứng đến những cái kia cuồng bạo năng lượng hắn có thể rõ ràng cảm ứng được những năng lượng kia tới gần hắn sau ngược lại sẽ trở nên yên tĩnh trở nên ổn định tự nhiên là không thể thương tổn hắn kỳ quái a à, ngũ đại tôn sứ đã rời đi rất lâu giang giật nội tâm an định lại tinh tế đi phân tích. Ngũ đại tôn sứ cũng không dám xuống tới, điều này nói rõ những này cuồng bạo năng lượng năm người chịu không được, đã như vậy những năng lượng này vì sao không công kích hắn. Thiên địa chi lực, chúa tể uy năng, hắn cảm ứng một phen, xác định những này cuồng bạo năng lượng là bởi thiên địa chi lực cùng chúa tể uy năng dung hợp mà thành, bất quá những năng lượng này cùng phía ngoài không giống. Phía ngoài năng lượng như là từng cái con cừu nhỏ, các thượng tiên đều có thể trưởng khống thiên địa chi lực, tôn sứ bọn họ có thể trưởng khống chúa tể uy năng, nơi này năng lượng lại như từng cái táo bạo như sư tử đoán chừng tôn sứ bọn họ đều không thể trưởng khống a à. ta có thể hay không trưởng khống đâu giang giật thả ra thiên địa chi lực cùng chúa tể uy năng đi dung hợp phụ cận năng lượng thế mà thoáng cái tự dung hợp hắn có thể nhẹ nhõm trưởng khống phụ cận năng lượng chẳng lẽ những năng lượng này không làm thương hại là bởi vì biết rõ ta có thể nhẹ nhõm dung hợp sao giang giật mơ hồ nháy nháy mắt hắn biết rõ hắn cùng khác thượng tiên tôn sứ khác biệt khác thượng tiên tôn sứ là trực tiếp trưởng khống thế giới năng lượng, hắn lại là lợi dụng hắn thế giới năng lượng ra dung hợp phía ngoài năng lượng. Hắn cùng tất cả mọi người tu luyện đường đi cũng khác nhau. Hắn sở dĩ có được mạnh như vậy chiến lực, cũng không phải là thiên tư của hắn khủng bố cỡ nào, không phải hắn tu luyện đến cỡ nào nhanh, mà là hắn nắm giữ một cái kỳ dị thế giới, thông qua thế giới của hắn hắn diễn hóa ra rất nhiều thần thông chiến lực. Mấu chốt vẫn là ở cho hắn thế giới. Hắn phát hiện đối với hắn thế giới nghiên cứu càng sâu, hắn có thể thu được năng lực cùng chiến lực càng mạnh. Hắn nghĩ nghĩ tiểu xếp bằng ở Đông Uyên phía dưới bắt đầu tiềm tu, ngũ đại tôn sứ đã rút đi, nhưng sớm muộn hội lại đến, sẽ nghĩ ra các loại biện pháp đối phó hắn. Hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đem chiến lực lại một bước tăng lên đi lên, lực kháng tôn sứ, sau đó dẫn xuất thiên tôn. Hắn thấy, ba đại thiên tôn cao cao tại thượng, lòng mang toàn bộ thế giới, lòng giả cùng khí phách khẳng định không phải cái này vài thiên tiên tôn sứ có thể so. Nói không chừng thiên tôn sau khi ra ngoài, liền có thể miễn xá hắn, cho hắn một cái tôn sứ đương đương, hết thảy tựu hoàn mỹ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới đối kháng thiên tôn, dù sao kia là vạn giới chúa tể, ba cái đứng tại đỉnh cao nhất trí tôn, kia là không thể dung chuyển tồn tại. Tâm hắn niệm yên lặng tại thế giới của mình bên trong, tra xét rõ ràng một phen. Thế giới của hắn phi thường yên ổn, phi thường ổn định. Không gian vòng xoáy cùng không gian hắc động đã tạo thành, hư không loạn lưu bay đầy trời, toàn bộ thế giới đều tiến vào thiên đạo luân hồi hoàn mỹ tuần hoàn bên trong. Giang giới bên trong hoàn toàn yên tĩnh, nhân tộc yêu tộc an nhàn sinh hoạt. Đại thành thành nhỏ người đến người đi, ngay ngắn trật tự, người người an cư lạc nghiệp, tu luyện tu luyện, sông sáo sông sáo, đương nhiên cũng có người chém giết chém giết, giang giật còn có thể nhìn thấy một cái gia tộc đang bị hủy diệt bên trong. Đây đều là rất bình thường xã hội hiện tượng, giang giật cũng không muốn để ý tới. Hắn là thế giới chi chủ, tâm tình của hắn đã sớm không giống với lúc trước. Mỗi người đều có linh hồn, mỗi cái yêu tộc đều có khác biệt tính cách. Có người muốn tên, có người muốn lợi, có người muốn quyền, có người muốn tranh đoạt mỹ nhân, mỗi người ý nghĩ khác biệt. Có quang minh tất nhiên có hắc ám, có thuần khiết tất nhiên có ô trọc, có người liền sẽ có giang hồ, liền sẽ có tranh đấu. Chỉ cần toàn bộ thế giới bất loạn, đại cục bất loạn, còn lại giang giật đều sẽ để hắn tự nhiên phát triển. Giang giật thần niệm tại từng cái hỗn độn đảo qua, quan sát từng cái hỗn độn diễn hóa, tại toàn bộ thế giới đảo qua, xác định đều phi thường hoàn mỹ về sau, hắn thu hồi thần niệm. Rất tốt, hết thảy đều cùng hồng mông thế giới đồng dạng, đều tại chiều phương diện tốt phát triển. Giang giật âm thầm gật đầu, sau đó hắn khẽ cho mày, nghĩ đến hồng mông thế giới hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề, thế giới của hắn cùng hồng mông thế giới còn là không giống nhau a à? Rõ ràng nhất địa phương hồng mông thế giới chia làm ba tầng, chia làm thiên giới, tiểu thiên thế giới, vạn tượng tiểu giới mà thế giới của hắn cũng chỉ có một giới hắn sở hữu hỗn độn đều tại một cái giới bên trong cũng không có tam giới chẳng lẽ thế giới của ta không phải một cái hoàn chỉnh thế giới chỉ là một cái cùng loại địa giới hoặc là vạn tượng tiểu giới thế giới giang dật không hiểu hắn vẫn cho là thế giới của mình là cùng loại hồng mông thế giới thế giới như vậy mới phát hiện khác biệt hồng mông thế giới có tam giới hắn cũng chỉ có một giới nhảy ra tam giới không tại ngũ hành siêu thoát sinh tử đây là hồng mông thế giới đối với thành tiên thuyết pháp hồng mông thế giới vừa vặn có tam giới thế giới của hắn nhưng không có tam giới hắn trong thế giới người còn thế nào nhảy ra tam giới đâu làm sao thành tiên đâu vấn đề này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ giờ phút này thế giới của hắn phi thường ổn định sẽ không bạo tạc sẽ không xảy ra vấn đề người ở bên trong có thể một mực an nhàn sống sót nhưng không giống liền là không giống cùng thế giới bên ngoài không giống vậy khẳng định nơi đó có vấn đề giống như không giải quyết vấn đề này không nói ra đại sự ít nhất thế giới của hắn nhân tộc không cách nào thành tiên đi chỗ đó có vấn đề giang giật trầm tư trọn vẹn hai thiên đều không biết xử lý như thế nào hắn không có khả năng cưỡng ép đi đem toàn bộ thế giới chia làm tam giới a à những này hỗn độn một khi di động toàn bộ thế giới đại trận liền sẽ phá hư đến lúc đó quy tắc hỗn loạn thế giới sẽ sụp đổ coi như hắn có thể đem hỗn độn di động tam giới làm sao phân chia làm sao cách ly đúng rồi cách ly Giang giật lần nữa nghĩ đến một vấn đề, tam giới ở giữa rõ ràng là cô lập ra, hạ giới muốn đến thượng giới đều muốn phi thăng, địa giới đi thiên giới muốn phi thăng, thiên giới đến tiên vực cũng muốn phi thăng. Điều này nói rõ vạn tượng tiểu giới, địa giới, thiên giới, thiên giới đều không tại một cái phương diện bên trong, vậy những này phương diện là thế nào cô lập ra đây này? Giang giật mở to mắt, kinh ngạc nhìn qua bốn phía đen nhánh không gian, hắn nhìn ra ngoài một hồi đôi mắt dần dần phát sáng lên, hắn thình lình đứng dậy lẩm bẩm nói tiên vực cuối cùng đông uyên đầu này rãnh trời không phải liền là ngăn cách tiên vực cùng hạ giới khu vực sao nơi này năng lượng như thế cuồng bạo có phải hay không đang ngăn trở hạ giới người đi lên ngăn cản thượng giới tiên nhân hạ giới sang giật mơ hồ ở giữa tựa hồ phát hiện đông uyên bí mật nội tâm của hắn toát ra từng cái suy nghĩ giống như hắn có thể đem đông uyên bí mật triệt để nghiên cứu triệt để nói không chừng hắn liền có thể biết rõ ràng hắn thế giới vì sao không có tam giới nguyên nhân bế quan Giang giật ngồi xếp bằng lập tức bế quan, hắn phát hiện chỉ cần hắn khai quật thế giới này cùng thế giới của hắn càng nhiều bí mật, chiến lực của hắn liền có thể đạt được bay vọt về chất, giờ phút này phát hiện một cái bí mật, làm sao có thể bỏ lỡ. Hưu, đáng tiếc, chỉ là bế quan một đoạn thời gian, hắn đều cảm giác chỉ là mấy ngày, phía trên tự truyền đến phá vỡ âm thanh, lại có người tới.